Chương 1911, năm đó chuyện xưa trời u ám, mưa tí tách tí tách không ngừng, một bóng người trùm trong hát bào chậm chậm đi trong núi sâu tịch mịch, chỉ chốc lát sau liền tới một lương đình, nhìn hai bên, lẩm bẩm nói, bọn họ còn chưa tới sao. Ha ha ha. Các quản gia, chúng ta đã đến từ lâu, chỉ còn chờ ngài đại giá quan lâm. Một tiếng cười to phóng khoáng vang tận mây xanh, ngay sau đó, từng tiếng xé gió vang lên, năm bóng người xuất hiện, chính là năm vị bác hoàng. Người áo đen kia khẽ cười một tiếng, chậm rãi hất áo choàng đen xuống, chẳng ai khác ngoài trác phàm, thật sự là khó được, đường đường năm vị bác hoàng. Thế mà lại mời ta bí mật đến đây, tiểu tử thụ sủng nhược kinh. Trác quản gia khách khí rồi, ngươi có thể làm theo ước định, một mình đến đây, cũng thật làm cho bọn ta vui mừng, mời ngồi. Kiếm hoàng vui vẻ nói. Trác phàm ngồi xuống, cười nói, các vị tiền bối hẹn ta đến là vì chuyện gì vậy còn chỉ được phép một mình ta đến ngay cả ma hoàng đại nhân cũng phải giữ bí mật ngài không nói với hắn chứ kiếm hoàng có chút khẩn trương hỏi trác phàm lòng giả biết rõ thản nhiên đáp đương nhiên ma hoàng đại nhân trăm công nghìn việc loại chuyện nhỏ nhặt này sao cần phiền đến ngài ấy nếu không thì cần ta làm gì ta có thể xử lý tất nhiên phải tự xử lý đúng 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 trác quản gia thật không phải phàm nhân tự có thể một mình gánh vác một phương không cần mọi thứ đều phiền tới hắn ha 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 kiếm hoàng yên lòng bật cười lớn hài lòng gật đầu trác phàm đi thẳng vào chính đề đúng rồi vấn đề của tại hạ các vị vẫn chưa trả lời các vị bí mật mời ta đến đây là có gì cần nói vậy dù nói thế nào ta chỉ là một quản gia nhiều quyết sách quá lớn ta khó có thể làm chủ các ngươi phải tìm ma hoàng đại nhân thương lượng mới phải. Không không không, chúng ta không tìm hắn, chúng ta chỉ tìm ngươi. Kiếm hoàng vội ho một tiếng. Sâu xa nói, trác quản gia, trước khi chúng ta chính thức trao đổi, lão phu muốn hỏi thăm ngươi một việc, thời gian gần đây ma hoàng đại nhân có gì dị thường không? Dị thường? Không có, vừa đánh thắng trận, có gì dị thường đâu. Trác phạm chế nhạo nói, sắc mặt quỷ hoàng liền trầm xuống, nghẹn hồng không nói ra lời. Kiếm hoàng mỉm cười khoát tay, tiếp tục nói, trác quản gia là người thông minh, cần phải hiểu ý lão phu. Lão phu không phải muốn biết bí mật của ma hoàng, chỉ là hỏi thăm về tình trạng của hắn gần đây, liệu có gì không ổn hay không. Ngươi hẳn phải biết, lúc trước trên chiến trường hắn quỷ dị tàn nhẫn điên cuồng bực này. Thật sự rất đáng sợ. Ngươi ở bên cạnh hắn, nếu hắn nổi điên lên với ngươi. Cái này các phàm nhíu mày suy tư lẩm bẩm nói quả thật như kiếm hoàng đại nhân nói gần đây ma hoàng đại nhân đúng là có chút không ổn không ổn ở chỗ nào cả người trở nên âm u cả ngày trốn trong mật thất luyện công lúc nào cũng muốn tù binh nên mới không ngừng khuếch trương đánh chiếm đại bàng tuy liên tục tác chiến như thế cũng khiến các tướng sĩ dưới trướng ma hoàng không chịu được nhưng đại nhân vẫn cứ được ăn cả ngã về không người nào khuyên cũng vô dụng có thể nói Thiên ma sơn trừ ta. Ai từng khuyên can đều bị ma hoàng đại nhân xử hết. Hỏi được đến đây, Kiếm Hoàng kích động nói, vậy hắn muốn nhiều tù binh như vậy làm gì, có phải đang luyện công pháp tà môn gì đúng không? Trác Phàm lập tức ngừng lời. Biết hắn vẫn còn tâm trung thành, Kiếm Hoàng vội vàng đổi vấn đề, Trác quản gia, hắn biến thành như này từ khi nào? Cái này ta cũng không rõ. Trác Phàm mê mang lắc đầu dù sao sau khi ta ra khỏi Minh Hải, nguyên khí tổn hao nhiều, sau mấy tháng dưỡng thương ở gia tộc, mới hồi lại Thiên Ma Sơn. Lúc gặp lại Ma Hoàng Đại Nhân, hình như hắn chính là như vậy. Minh Hải Năm vị bác hoàng liếc nhìn nhau. Trong mắt chấp động lên đạo đạo tinh mang, mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, trong lòng tự như gương sáng. Khẳng định là Minh Hải, dưới cơ duyên xảo hợp có được bảo vật của Minh Đế, mới trở nên biến thái như vậy chỉ là hắn giữ kín không nói ra muốn một người độc chiếm như là trác nhất phàm năm đó vậy hư hư đã hiểu rõ mọi chuyện mục đích của năm người càng thêm sáng tỏ lần này đến phiên diễm hoàng mở miệng dụ dỗ trác quản gia với tính khí thất thường của ma hoàng ngài làm việc dưới tay hắn vẫn thuận lợi sao vẫn không tệ lắm trác phàm mỉm cười bình tĩnh nói ma hoàng đại nhân tuy hà khắc đối với người khác nhưng đối ta vẫn là lễ kính có thưa Bao nhiêu người khuyên can đều chết, chỉ có ta còn sống đây, ha ha ha. Diễm Hoàng cười nhẹ gật đầu, "Trác quản gia, đừng nói là ma hoàng, chủ tử nào có được ngài đều không nỡ để ngươi đi." Nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không, bây giờ hắn đang cần dùng tới ngươi, mới có thể lịch thiệp với ngươi như thế. Nhưng nếu có một ngày, ngươi không còn hữu dụng, hắn sẽ đối đãi với ngươi như thế nào đây? Ta tin tưởng, ta sẽ luôn hữu dụng trác Phạm kiêu ngạo nói mọi người run lên liếc nhìn nhau sắc mặt hơi trở nên nặng nề trác Phạm này đừng nhìn thực lực thấp vẫn có thể là người cao ngạo a à. nhưng đối với điểm này diễm hoàng vẫn cười nhạo trí tuệ của trác quản gia chúng ta bội phục ta tin tưởng bác hoàng chúng ta thậm chí là thánh giả vô luận là ai có thể có được người như trác quản gia đều sẽ xem là tâm phúc nhưng dốc hết toàn lực khi là một người thân mang lực lượng mạnh đến mức không ai có thể chạm tới, khi đó hắn sẽ còn cần trí tuệ của ngài sao? Ngươi có ý gì? Trác Phàm dần dần thu liễm nụ cười. Thấy thế, Diễm Hoàng hài lòng gật gật đầu, tiếp tục mê hoặc, Trác quản gia cần phải hiểu vì sao ma hoàng lại trở nên mạnh như thế. Mà lại tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ càng mạnh hơn, đến sau cùng, sẽ một chân đá văng ngươi ra. Giết được thỏ, mổ chó săn, đến khi hắn không có đối thủ ngươi còn hữu dụng sao ngươi cần phải biết tính toán lâu dài trác quản gia ngài hiểu ý ta chứ trác phàm không nói gì cúi đầu nhín xuống dưới bắt đầu suy tư do dự trác quản gia lúc này quỷ hoàng mở miệng lấy tài trí của các hạ tuy không vào được hàng ngũ bác hoàng nhưng lại thắng bác hoàng rất nhiều lão phu tin tưởng bất kỳ một cao thủ hoàng giai nào có được phụ tá như trác quản gia sẽ có năng lực ngang bằng bác hoàng. Ngươi là vô miệng bác hoàng. Ngươi không có ma hoàng, sẽ vẫn như trước, ngươi vẫn là chính ngươi, ma hoàng không có ngươi lại sớm phải xuống đài. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý lấy tài cán bực này đi phụ tá một kẻ tiểu nhân, cuối cùng còn bị người ta vô tình vứt bỏ sao? trác phàm hít một hơi thật sâu, dường như đã động tâm, ngửa đầu nhìn trời xanh, lẩm bẩm nói, nói đi, các ngươi muốn làm gì? Nhìn nhau, thấy trác phàm rốt cục bị thuyết phục mọi người đại hỷ kiếm hoàng vội vã không nhìn nổi nói chúng ta hy vọng ngươi giúp chúng ta xử lý triệu thành nếu chúng ta đột nhiên tiến công địa vực ma hoàng nhất định sẽ kinh động đến hắn đã thảo kinh xà để hắn trốn đi thì phiền phức cho nên chúng ta nhất định phải bí mật vây quét hắn nhưng khu vực ma hoàng nhiều thủ vệ như vậy muốn bí mật hành động không có người bên trong là hoàn toàn không có khả năng thành công nhất là thiên ma sơn các loại trận pháp phòng ngự nhiều như vậy, cho dù là bác hoàng muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào, chỉ là nói chuyện viễn vông. Bây giờ, ma hoàng đang bế quan, toàn bộ đại quyền thiên ma sơn đều nằm trong tay trác quản gia. Chỉ cần ngài mở cửa sau cho chúng ta là được. Trác phàm gật đầu, dứt khoát nói, như vậy về sau ta có chỗ tốt gì? Thấy trác phàm sảng khoái như vậy. Diễm hoàng đại hỷ nói, bác hoàng chi vị vẫy chào ngươi đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đề cử ngươi làm tân bác hoàng tuy ngươi không phải cao thủ hoàng giai nhưng bất kỳ gia tộc nào ngồi lên trên đó đều sẽ do ngươi khống chế trên thực tế sẽ không có gì khác bác hoàng mà lại đến lúc đó chúng ta chỉ nhận ngươi bình khởi bình tọa với chúng ta ngươi yên tâm đi ta có thể tin lời các ngươi sao diễm hoàng nghiêm túc gật đầu nói đương nhiên chúng ta có thể lấy đạo tâm thề mà lại điều kiện mà lần trước ngươi nói với vị thánh giả kia ta đã cho ngươi truyền đến đệ lục Thánh Sơn. Yên tâm đi, Thánh Sơn đã đồng ý, ngày sau cho dù Thánh Sơn thật phái người xuống núi muốn thay thế một vị bác hoàng nào đó, cũng tuyệt sẽ không động tới ngươi. Lời hứa hẹn này, ngay cả chúng ta mấy người đều không có. Nói cách khác, về sau coi như chúng ta không được làm bác hoàng, ngươi vẫn tại vị, thành một phương chư hầu. Nghe được lời này, bọn người cùng nhau gật đầu, ào ào khuyên thêm. Đúng vậy, điều kiện này ngon như thế, ngươi còn có gì mà không đáp ứng? Đúng vậy, chúng ta còn đang ghen ghét đây, có thánh sơn bảo vệ, đây quả thực là hộ thân phù. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời làm thuê cho ma hoàng? Sau đó còn bị tên súc sinh đó qua cầu rút ván. Nhìn đám lão già này, trác phạm cười lạnh trong lòng. Điều kiện này, đối với những người không hiểu biết, thật đúng là tràn ngập sức hấp dẫn. Danh vị bác hoàng cả đời không đổi, không có chút mạo hiểm, thật là nghe rất sướng tai. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ thử, đợi sau khi chuyện thành công, những kẻ này còn quan tâm bác hoàng chi vị sao? Bọn họ đoạt được truyền thừa đế cảnh, ánh mắt tất nhiên sẽ chuyển đến vị trí cao nhất, nào còn sẽ quan tâm hư danh bây giờ. Có điều, Trác Phạm chỉ hy vọng thấy bọn họ nghĩ như vậy, và cũng sẽ như bọn họ mong muốn. Trác Phạm lộ vẻ hài lòng, cười nói, như vậy các vị đại nhân, khi nào động thủ? Nghe được câu này, năm người kia nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được mà cười to lên. Trác Phạm nhếch miệng nở nụ cười tài dị. Chỉ là sâu trong mắt chợt lóe lên vẻ băng lãnh. Nhớ năm đó, chắc các ngươi chính là mê hoặc tên nhiệt độ như thế ha, hư hư. Chương một nghìn trăm mười hai, vây quét một tháng sau, Thiên Ma Sơn, trước cửa mật thất, Trác Phạm chậm chậm đi tới, không người nói ma hoàng đại nhân, chúng ta vừa mới đánh hạ ba tòa thành trì, thu được 2.350 tù binh, đã đưa đến. Mau mau đưa tới đây. Một tiếng khàn khàn có vẻ rất cấp bách vang lên. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng thật lớn, cửa đá kia từ từ mở ra, bên trong, triệu thành thở hổn hển, hai con ngươi huyết hồng, trong mắt là vô tận điên cuồng, giống như giả thú quát ầm lên, người đâu, nhanh đưa đến cho ta. Hơn nghìn người liền được đưa vào trong mật thất, tất cả đều đang ngất. Triệu Thành kích động. Toàn thân tràn ngập ra hắc khí như thủy triều, bao phủ hết cả nghìn người kia. Trác Phàm nhếch mép cười khinh miệt, rồi quay người lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Triệu Thành luyện công đã phát cuồng, hoàn toàn không ý thức được tình cảnh dị thường này. Thủ Hà mình chẳng thèm nói gì đã rời đi, thủ hạ kiểu gì vậy? Thi bạo. Chợt, một tiếng quát băng lãnh vang lên trong hắc khí cuồn cuộn đột nhiên rung động, từ trong những người kia hiện ra áp lực khủng bố. Triệu Thành co rụt mắt lại, thầm kêu một tiếng hỏng bét, lập tức xoay người thoát khỏi nơi này, đáng tiếc tất cả đã muộn. Rầm rầm rầm. Một chuỗi vụ nổ liên tiếp phát ra từ trong hắc khí, sóng xung kích mãnh liệt nhất thời tràn ngập ra tứ phía. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thiên ma sơn liền bị sang thành bình địa. Nồng đầm bụi mù như bão các bao phủ bầu trời từng kiến trúc trường cột chạm trổ, mà cung lộng lẫy chỉ trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian từ trong bụi mù, một đạo hắc ảnh lao ra, vừa đáp xuống mặt đất, liền khuỵu xuống, đại địa dưới chân cũng lập tức bị máu nhuộm đỏ. Thi bạo Quỷ hoàng Triệu thành cắn răng gầm một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Ngay sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, quỷ hoàng, người dám ám toán lão tử, lão tử nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha. Ám toán ngươi đâu chỉ có một mình ta, ta sợ cái méo gì. Một tiếng cười to càng rỡ vang vọng thương khung, ngay sau đó, từng tiếng xé gió vang lên, năm bóng người đồng loạt xuất hiện trước mặt hắn, chính là bọn người kiếm hoàng, diễm hoàng đã đến đông đủ. Triệu thành nghiến răng nghiến lợi, các ngươi liên hợp đối phó lão tử. Ta sớm nên nghĩ đến, đám hỗn đảng các ngươi không có một ai đáng tin năm đó liên hợp vây công sư phụ ta, bây giờ lại tới vây công ta. Kiếm hoàng chăm chọc nói, triệu thành. Ngươi còn dám nói ra lời này. Năm đó vây công sư phụ ngươi, không phải cũng có phần của ngươi sao, đừng có nói như thể chúng ta là ác nhân, chỉ có ngươi là người tốt. Hư hư. Quỷ hoàng cũng cười to, đúng vậy, triệu thành, đừng có đi vạch lá tìm sâu, trong khi bản thân ngươi cũng tiểu nhân không chịu nổi. Mà lại, nhắc tới chuyện đó cũng thật chăm chọc, năm đó ngươi hãm hại sư phụ ngươi như nào, bây giờ báo ứng yên nguyên, ha ha ha. Báo ứng. Triệu Thành giật mình, đến giờ mới thình lình nhớ ra, đúng ha, sao các ngươi có thể dễ dàng xông vào chỗ này như vậy lại không ai phát hiện. Nhất là thiên ma sơn này. Trừ trọng binh phòng thủ, trận pháp ba tầng trong ba tầng ngoài, cho dù các ngươi phá được thủ sơn đại trận, cũng không có khả năng không gây ra động tĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mọi người liếc nhìn nhau đều nở nụ cười khinh miệt sau đó tất cả mọi người cùng nhìn về một phương hướng triệu thành cũng hướng ánh mắt theo ngay sau đó giật nảy cả mình là ngươi không sai chính là tại hạ ma hoàng đại nhân trác phàm chậm rãi đi tới trước cung kính không người cười nói được đại nhân hậu ái để cho ta chưởng quản toàn bộ đại quyền thiên ma sơn cho nên ta mới có thể để những người kia vào đắc tội rồi, xin lỗi. Triệu Thành run run, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Trác Phàm, ngươi, cái tên phản đồ này, bản hoàng coi trọng ngươi như thế, ngươi lại làm ra chuyện bán chủ cầu vinh, ngươi đáng chết. Dứt lời, Triệu Thành phóng xia ác khí thế cường đại đè tới Trác Phàm. Đồng thời vung ra một chưởng, một chưởng ảnh màu đen liền bắn thẳng tới Trác Phàm. Trác Phàm liền lùi lại sau. Kiếm hoàng xuất hiện bên cạnh hắn, một thanh trường kiếm cản trước mặt, kiếm phá thương khung. Hưu. Một đạo cực kỳ bạch quan chói mắt lóe lên, cự kiếm hóa thành một trăm trượng, xông thẳng lên cửu thiên. Va chạm với chưởng ảnh to lớn. Oanh. Tiếng vang chấn thiên phát ra, chấn động đến không gian bốn phía. Kiếm hoàng run run, liên tục lui về sau mười bước, mới miễn cưỡng ngừng lại, ánh mắt nhìn Triệu Thành đầy vẻ kinh ngạc. Cả người Triệu Thành cũng rung động, chợt cảm thấy ngực khó thở, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, đất đá trước mặt lại bị nhuộm đỏ. Thấy ngay cả kiếm hoàng đều bị một chiêu đẩy lui, mọi người liền lên tiếng hỏi, kiếm hoàng, ngươi sao rồi? Đồng thời, ánh mắt nhìn Triệu Thành hiện rõ vẻ ngưng trọng. Mọi người thực sự không ngờ, công lực của Triệu Thành đã thâm hậu đến cấp độ như thế. Quả thực là trác nhất phàm thứ hai. Truyền thừa của cao thủ đế cảnh, quả nhiên cường hãn bất phàm. Kiếm hoàng khoát tay, thở hồng hộc mấy hơi, sắc mặt nặng nề, nhưng lúc này càng cảm thấy may mắn, công lực của tiểu tử này đã không phải là thằng cùi bắp ngày xưa, phải thận trọng đối đãi. May mà chúng ta sớm xuất thủ, đã đánh trọng thương hắn, nếu không ta thật không dám nghĩ chúng ta sẽ thắng được hắn. Nghe được lời này, mọi người đều gật đầu, Triệu Thành thì càng thêm tức giận, mắt cứ dán chặt vào Trác Phàm. Triệu Thành nghiến răng quát, Trác Phàm. Hai con ngươi hắn đỏ bừng thậm chí trong thất khiếu đã bắt đầu có máu tươi chảy xuống ngày thường bản hoàng đối xử với ngươi không tệ vì sao ngươi phản bội ta nếu không phải những thi thể này bị quỷ hoàng làm tay chân bản hoàng sao có thể tùy tiện bị bọn họ đánh trọng thương ngươi thứ vong ân phụ nghĩa ngươi còn có mặt mũi nào đứng trước mặt ta trác phàm mỉm cười gật đầu nói ma hoàng đại nhân người chết vì tiền chim chết vì ăn lúc đầu ta tìm đến chỗ đại nhân chỉ là muốn tạo dựng một tiền đồ lớn nhưng bây giờ đại nhân càng ngày càng mạnh ngày sau chỉ sợ sẽ không cần ta chuyện thỏ chết cáo buồn ta không muốn xảy ra với ta đặc biệt là điều kiện mấy vị bác hoàng đại nhân đưa ra xác thực rất dụ hoặc cho phép ta làm bác hoàng chi vị cả đời không thay đổi ta thực sự không có lý do cự tuyệt một tiền đồ tốt như thế cho nên ha ha xin lỗi xin lỗi em gái ngươi dám phản bội ma hoàng ta, ngươi đáng chết. Triệu thành thở phì phò gầm lên, ngay sau đó lại đánh tới một chưởng, tiếng lông ngâm vang vọng đất trời, một con hắc lông cuốn thân thể lấy hắn, với trùng thiên chi thế, hung hăng xông tới mọi người, mục tiêu chính còn là trác phàm. Một tay hộ trác phàm sau lưng, kiếm hoàng hét lớn, trác quản gia không cần phải lo lắng. Có chúng ta ở đây, hắn sẽ không động được tới ngươi. Trác phàm nghe vậy thì thật muốn suy cười lên nhớ năm đó bọn này cũng nói như thế với triệu thành nhưng lão tử là triệu thành sao mấy lời hứa hẹn của bọn họ trước mặt lão tử chánh thức ma hoàng không đáng một xu hư hư trác phàm cảm thấy khinh thường mọi người lại không biết còn hết sức bảo hộ trác phàm đợi triệu thành sắp tiếp cận mới mạnh mẽ đồng loạt ra tay triệu thành ngươi còn có mặt mũi nói người khác ngươi quên năm đó ngươi phản bội sư phụ ngươi như thế nào rồi sao so với trác quản gia tên khi sư diệt tổ như ngươi càng không tư cách nói như vậy triệu thành trợn to mắt quát lên ta thà phụ người trong thiên hạ tuyệt không để người thiên hạ phụ ta ngay sau đó tụ lực toàn thân vùng ra sông chưởng hắt lòng rống to một tiếng thoát thể bay ra Sông tới mọi người xem âm minh quyết của ta đây ta phải luyện hóa tất cả các ngươi ha 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 kiếm hoàng cũng hét lớn nghĩ hay lắm ngươi còn không có công lực này hắn dẫn đầu xuất ra hoàng ấn, phá thiên liệt địa, vô thượng kiếm cương. Quỷ vũ thương khung, huyển hư. Thiên địa phong vũ, liên quỳnh hoa. Bá bá bá. Năm đạo hoàng cực thiên ấn hình thái khác nhau, tất cả đều tập hợp một chỗ, trực chỉ ma long. Đùng một tiếng, thiên địa rung động. Không gian nước ra cả lỗ hổng đen nhánh. Thân thể năm người kiếm hoàng rung rung, cùng nhau lùi lại, sắc mặt ửng hồng, từng tia máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng. Triệu Thành cũng lui sau vài chục bước, mới miễn cưỡng dừng lại, rồi phốc một tiếng, phun máu ra xa ba trượng. Thấy thế, quỷ hoàng cười to lên, ha ha ha. Triệu Thành, chúng ta biết công pháp ngươi luyện vô cùng lợi hại, nhưng chúng ta không triền đấu với ngươi, ngươi sẽ không có cơ hội luyện hóa chúng ta. Chỉ cần chúng ta dùng toàn lực va chạm, đánh cho ngươi trọng thương, ngươi nào có thể chịu nổi chấn động liên tục như thế chỉ cần thêm mấy lần nữa. Ngươi lập tức đứt đoạn gân mạch mà chết, ngươi đã không phải đối thủ của chúng ta. Ma hoàng, thúc thủ chịu trói đi. Chương 1913, ngươi là ai thúc thủ chịu trói? Triệu Thành nở một nụ cười quỷ dị làm cho người hoảng sợ, muốn ta đầu hàng. Hừ hừ, không có cửa đâu. Mấy người các ngươi chờ đó cho ta, đợi ta chữa khỏi vết thương thế, thực lực tăng mạnh, nhất định tìm đến từng nhà tính sổ. Các ngươi cổ rửa sạch sẽ cho ta, ha ha ha. Kiếm Hoàng khinh thường nói, Ma Hoàng, ngươi đã bị chúng ta bao vây, ngươi có thể chạy đi đâu? Ngươi thức thời thì giao công pháp ra đây, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, nếu không. Công pháp? Ta biết, có thể khiến các ngươi liên thủ đối địch, cũng chỉ có lý do này thật sự giống năm đó như đúc mà. Triệu Thành lắc đầu chế nhạo, nhưng đáng tiếc, ta không phải là sư phụ, cầm được bảo vật còn không lưu lại thủ đoạn cho mình. Vết xe đổ vẫn còn đổ mồm một ở trước mắt. Các ngươi muốn bắt ta, đúng là si tâm vọng tưởng, ha ha ha. Triệu Thành cười to một tiếng, đột nhiên, toàn thân hắn cuồn cuộn hắc khí, ngay sau đó bật chợt biến mất. Kiếm hoàng trừng to mắt, tay mắt lanh lẹ, một đạo kiếm quyết bổ ra, muốn đi không dễ dàng như vậy đâu. Bạch Vệt trắng chói mắt hư không, bổ vào khói đen mờ mịt, tất cả hắc ám liền tiêu tán, nhưng trong hắc khí kia đã chẳng còn một ai. Triệu thành như thể tiêu tán khỏi hư vô. Thấy thế, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Cái này, đây là có chuyện gì? Mọi người nhìn nhau, nghi hoặc hỏi, kiếm hoàng nhanh trí nhìn sang trác phàm hỏi, trác quản gia, ngài mưu trí siêu phàm, lại đi theo ma hoàng không ít thời gian, ngài có cao kiến gì không? Trác Phàm suy tư một hồi rồi nói, xem ra ma hoàng thật sự lưu thủ đoạn bảo mệnh cho mình, ngay cả ta cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định là, vừa rồi chỉ là chút thủ đoạn che mắt mà thôi, không có khả năng thật tiêu thất khỏi hư không. Chung quanh đây nhất định có mật đạo để hắn trốn. Không sai. Trác quản gia nói có lý, lập tức tìm kiếm. Kiếm hoàng gật đầu hét lớn, mọi người liền bắt đầu tìm kiếm. Trác Phàm chậm chậm hành tẩu, nó nhìn hoàn cảnh chung quanh, cũng đang âm thầm suy nghĩ. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, tất cả mọi người không có thu hoạch được gì, đến tận ba canh giờ sau, Diễm Hoàng mới hét lên một tiếng, hưng phấn nói, các ngươi mau đến xem, tìm được một ám đạo. Mọi người nghe, vội vàng đi qua xem. Quả nhiên, giữa một bụi cỏ xanh ung tươi tốt, có ẩn giấu đi một động huyệt đen sì, Nhìn xuống dưới không thấy đấy. Ta đi trước xem, các ngươi theo sau. Kiếm Hoàng không hổ đứng đầu Bác Hoàng, luôn muốn đi đầu nhất nhưng lại bị Trác Phạm phất tay ngăn cản. Mọi người không hiểu nhìn hắn, Trác Phạm chỉ bật cười một tiếng, thở dài, đừng uổng phí tâm cơ nữa, ba canh giờ đã qua, hắn nhất định đã chạy rất xa rồi, giờ đuổi cũng không kịp, uổng phí sức lực mà thôi. Thế nhưng, ít nhất chúng ta đã có manh mối. Các ngươi coi là bây giờ hắn gặp biến đổi lớn như thế, sẽ lưu lại cho các ngươi manh mối để truy tung sao? Mọi người nghe vậy thì càng nhíu mày, mặt mũi âm trầm, quỷ hoàng gấp gáp không nhìn được mà hỏi, thế nhưng ma hoàng phải chết, nếu không, chờ hắn khôi phục. Gặp nạn chính là chúng ta. Nhổ có không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Huống chi, đây còn là một cường giả khó giải quyết như thế. Nếu không thể lập tức diệt trừ, Quả thực làm cho người ta ăn ngủ không yên mà. Diễm Hoàng lên tiếng hỏi, Trác quản gia, ngươi có đối sách gì tốt không? Nếu Triệu Thành trở về báo thù, người thứ nhất hắn tìm khẳng định là ngươi. Trác phàm bằng vào mưu trí khiến Bác Hoàng không dám xem thường, chủ ý của hắn thật sự rất là trân quý. Trác phàm mỉm cười thản nhiên nói, yên tâm đi, hắn chạy không thoát được. Hả, lời ấy là sao? Tuy chúng ta không theo tìm được hắn từ lối đi này, nhưng các ngươi hãy suy nghĩ tình cảnh bây giờ của hắn trọng thương quá nặng muốn khôi phục không dễ mà muốn nhanh hắn tất phải có tài liệu luyện công mà đã muốn liệu thương luyện công hắn cần đại lượng người sống diễm hoàng sáng mắt lên nói chỉ cần chúng ta giám sát chặt chẽ mỗi địa vực một khi có chỗ nào có đại lượng người mất tích thì tất nhiên có thể tìm được hắn các phàm cười nhẹ gật đầu ta chính là ý này mọi người đều nhìn trác phàm với ánh mắt vô cùng kính phục trác quản gia quả nhiên tài trí vô song một câu đã giải quyết nỗi phiền lo của mọi người may mà hắn không có thực lực nếu không hắn không trở thành bác hoàng mạnh nhất mới lạ bọn họ cũng không còn nơi đặt chân như vậy chúng ta nên tách ra hành động mỗi người vừa tìm kiếm một chú ý nhân khẩu ở địa bàn của mình kiếm hoàng đề nghị mọi người gật đầu tất cả mọi người liền chia nhau ra chỉ có trác phàm ở lại, đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Rất nhanh, khu vực bác hoàng bắt đầu nghiêm mật điều tra, bởi vì triệu thành mất tích, lại thêm ngũ hoàng nâng đỡ, trác phàm rốt cục danh chính ngôn thuận trưởng quản tất cả sự vụ ở địa bàn ma hoàng, ngay sau đó phái tin anh lạc gia đến các nơi nắm giữ quyền lực. Ma hoàng lĩnh vực đã họ lạc. Trên dưới một thể, đều nghe hiệu lệnh của trác phàm. Cứ như vậy, một tháng đi qua, phiến địa vực này có vẻ tương đối yên tĩnh không có việc lớn gì phát sinh rốt cục lúc tất cả mọi người đang nhục chí chỗ giao giới địa bàn của ma hoàng và diễm hoàng truyền tới một tin tức nặng ký toàn bộ người ở một thành trấn bỗng nhiên biến mất điều này làm ngũ hoàng chấn kinh vội vàng cho người tới điều tra chỉ có trác phàm không có đi mà lại một thân một mình đi một nơi khác cách thiên ma sơn năm dặm bên trong một khe núi nhỏ khá ấn nấp rừng lá rậm rạp che khuất bầu trời. Một bóng người suy yếu đi giữa rừng núi, từng bước về phía trước, chỉ chốc lát sau, tới một sơn động. Người kia thở sâu, dưới mái tóc lộn xộn, hắn nở một nụ cười hưng phấn, ngón tay khô quắc vệt giới chỉ, mười phần thỏa mãn đi vào trong động. Ta biết ngươi sẽ đến nơi đây. Bỗng nhiên, người kia vừa mới vào động, một giọng nói bình thản vang vọng trong động. Người kia giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn lại liền thấy một bóng người quen thuộc đang khoan thai tự đắc ngồi dựa vào bách đá, trong tay cầm bát trà, hắn gầm lên, Trác Phạm, là ngươi. Đúng vậy, ma hoàng đại nhân. Trác Phạm cười tà dị. Triệu Thành đẩy mớ tóc dài ra, lộ ra một khuôn mặt đầy phẫn nộ, chỉ là gương mặt này so với trước kia lại càng thêm tiều tụy tan thương hơn rất nhiều, thậm chí từng đạo hắc khí đang nhúc nhích giống như con dung trên mặt hắn, giống như người, lại giống như quỷ, giống như không phải người, lại không phải quỷ sao ngươi lại tìm được ta nơi này rất bí ẩn ta cũng không lưu lại manh mối gì rất đơn giản trác phàm mỉm cười thở dài một hơi nơi này không phải nơi mà khi còn bé ngươi thường đến sao nhất là mỗi lần bị đánh ngươi đều sẽ chạy đến nơi đây khóc lớn một trận còn tưởng rằng không ai biết thực ra có một người luôn ở bên cạnh nhìn ngươi triệu thành kinh hãi ngươi, sao ngươi lại biết chuyện này? Trác Phạm không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục thưởng thức trà. Thấy thế, Triệu Thành trầm ngâm, cuối cùng khoát tay, không suy nghĩ thêm nữa, trái lại khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, chăm chọc nói, Trác quản gia, lần này chỉ có một mình ngươi tới sao? Đúng vậy, ngươi thấy quanh đây có ai khác ngoài ta sao? Ha ha ha! Buông cười, buông cười mà, ngày bình thường ngươi quỷ kế đa đoan, sao bây giờ lại biến thành mơ hồ như vậy? một mình ngươi lại dám tìm đến ta không có cường giả ở bên người bảo hộ ngươi chỉ là một con kiến hôi dù tìm được nơi này thì sao ngươi đã không có cơ hội đi mật báo trác phàm thản nhiên cười nói ta cần phải đi mật báo sao ngươi cũng đâu có giết được ta ha 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 sắc mặt triệu thành biến thành giận dữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ta không giết được ngươi hừ hừ đó là bản hoàng tiết ngươi không muốn giết mà thôi bây giờ ngươi dám phản bội bản hoàng bản hoàng sớm đã muốn ngươi giết cho sướng thiên ma chưởng triệu thành trống to một tiếng đánh ra một chưởng một chưởng ảnh màu đen xông tới trác phàm uy thế khủng bố làm cho cả sơn động không ngừng lay động như thể dưới một chưởng này toàn bộ sơn động cũng phải hoàn toàn hóa thành bột mịn thế nhưng trác phàm không thèm nhìn lấy một cái chỉ nhẹ nhàng vung tay lên bạch nhẹ như gió mát thoảng qua mặt Chưởng ảnh biến mất. Triệu Thành quá sợ hãi, nhưng hắn lại không phục, ngay sau đó từng hồi lông ngâm vang lên, hắn phóng xuất hoàng ấn, hắc long ầm vang xông tới Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm vẫn không thèm để ý, chỉ hơi cong ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Phốc. Hắc long lập tức bay ngược mấy vòng về phía sau, lại trở về thể nội Triệu Thành, khiến hắn lui về phía sau vài chục bước, sắc mặt đỏ bừng lên. Ngay sau đó phun ra một ngụm máu tơi vẻ chấn kinh lập tức lộ rõ trên mặt sao làm sao có thể ngươi ngươi không phải tụ khí cảnh sao đến nước này trác phàm không có gì để giấu giếm cười nói không phải ta giống như ngươi thôi hoàng giai đỉnh phong triệu thành vẫn là khó mà tin được hoàng giai đỉnh phong không thể nào cùng một tu vi làm sao ngươi có thể dễ dàng phá giải chiêu thức của ta như vậy ta là bác hoàng đã là đứng đầu hoàng giai nếu như những lời này do người khác hỏi ra, ha ha. Ta sẽ chỉ nói, các ngươi có biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên hay không? Có điều. Vấn đề này là do ngươi hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vô luận ma sát quyết hay là thiên ma trưởng, cả một thân bản sự của ngươi đều do ta dạy, phá mấy chiêu thức của ngươi có gì mà khó. Âm âm. Giống như sấm sét bổ vào đỉnh đầu, cả người triệu thành run run, không kìm lòng được mà liên tục lui về sau, ánh mắt nhìn Trác Phạm giống như nhìn thấy quỷ, ngươi. Ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Chương 1914, đến cùng làm sao ngươi cảm thấy thế nào? Hai con ngươi Trác Phạm ánh lên vẻ quỷ dị. Quả thật không khác gì gặp quỷ, Triệu Thành không ngừng lắc đầu, điên cuồng tự lẩm bẩm, không không thể nào, sư phụ ta đã chết, lúc đó tự bạo thần hồn đều tan hết, không thể nào lại xuất hiện trên đời này. Đúng vậy, thần hồn đều tan hết, trác nhất phàm sao có thể sống lại được. Trác phàm có vẻ buồn bã nói, có điều, hắn mất tất cả, nhưng ý niệm còn lưu giữ, có người truyền thừa, nhập vào một thiếu niên vừa mới chết không lâu, dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành trác nhất phàm thứ hai. Không, chỉ là kế thừa tất cả ý chí của hắn thôi nói cho cùng, trác nhất phạm là trác nhất phạm, trác phạm là trác phạm. Triệu thành kinh ngạc nhìn hắn, mê mang nghi hoặc, đây là ý gì, ngươi đến cùng là trác phạm hay là trác nhất phạm? Đã là trác phạm, trác nhất phạm, đã từng là trác nhất phạm, mà bây giờ là trác phạm. Trác phạm thản nhiên nói, đứa ngốc à, ngươi không phải vẫn muốn có được cửu u bí lục sao? Đây chính là một chiêu bên trong đó, tàng niệm chuyển sinh đại pháp. Nói cho cùng, chỗ căn cơ của người không ở nhục thể cũng không ở chỗ linh hồn chỉ có ý niệm mà thôi ý niệm của ngươi ở nơi nào ngươi ở nơi đó triệu thành chấn động không ngừng lùi lại sau ầm một tiếng lưng chạm trên vách đá hắn triệt để kinh ngạc đến ngay người ngươi ngươi chính là sư phụ trác phàm chỉ nhếch miệng cười yếu ớt sư phụ tha mạng chuyện năm đó không phải do ta là bọn họ bức ta ngài tuyệt đối đừng giận lây sang ta Bịch một tiếng, Triệu Thành quỳ xuống, liên tục đập đầu, sợ đến sắc mặt trắng bệch. ngài về tính sổ thì đi tìm bọn họ, ngàn vạn đừng tới tìm ta. Nếu ngài có bất cứ phân phó nào, đệ tử nguyện cực khổ xin tuân theo, chỉ xin sư phụ tha thứ cho đệ tử, tha thứ đệ tử. Phanh phanh phanh. Triệu Thành đập đầu đến nỗi tráng đổ máu. Trác Phàm vẫn im lặng, không vui không buồn. Chờ Triệu Thành đập xong một trăm cái, Trác Phàm mới thở vào một hơi, cười nói đứa ngốc à vi sư có nói muốn tính sổ với ngươi sao ơ ờ, sư phụ ngài ngài bỏ qua cho ta triệu thành đại hỷ trác phàm lộ ra một khuôn mặt hòa ái tốt xấu gì cũng từng là sư đồ ta biết ngươi bị bọn họ mê hoặc chuyện như vậy vi sư cũng vừa mới trải qua đây sao có thể không biết khi đó ngươi khó xử như nào sư phụ hiểu là tốt quá rồi đa tạ sư phụ đa tạ sư phụ Triệu Thành cảm kích cuốn quyết dập đầu. Trác Phạm mặt kệ hắn, tiếp tục nói, thế nào, vi sư truyền cho ngươi thiên ma đại hóa quyết, tu luyện thấy thích không? Thiên ma đại hóa quyết. Triệu Thành mờ mịt nói, không phải âm minh quyết sao, sao lại biến thành? Thiên ma đại hóa quyết là công pháp chí cao bên trong cửu u bí lục, vi sư đi theo ma đạo, tu luyện, truyền thụ ma công, sao có thể truyền cho đồ đệ mình công pháp của minh đế, đây không phải danh bất chính, ngôn bất thuận sao? thì ra là thế, sư phụ rốt cục truyền cho ta cửu u bí lục, cảm tạ sư phụ, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Triệu thành lần nữa bái hạ. Mặc kệ như thế nào. Minh đế cũng tốt, mà đế cũng được, chỉ cần công pháp của cao thủ đế cảnh thì tuyệt đối là đồ tốt. Trác Phạm lại hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, cảm thấy công pháp này thế nào? Sư phụ truyền cho công pháp, tất nhiên tinh diệu vô song, qua mấy tháng này tu luyện thực lực đồ nhi đã tăng nhiều, khiếu ngạo quần hùng. Ta nghĩ không chẳng cần mấy ngày nữa, ta sẽ có thể đột phá thánh giả, ha ha ha. Triệu Thành lại điên cùng ngửa mặt lên trời cười to, vui sướng hoa chân múa tay. Chỉ là sắc mặt hắn ẩn rất âm trầm, hắc khí lượng lờ xung quanh, không có nửa phần sinh khí. Trác Phàm thỏa mãn gật đầu. Hưu hưu hưu. Đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên, một giọng nói quen thuộc truyền tới, Triệu Thành chạy đến nơi này, nhất định không sai, ngươi nhìn quỷ tích linh áp. Không chỉ vậy, còn có những ma khí nồng đậm này, cũng hẳn là do hắn lưu lại, hắn nhất định đang ở gần đây. Triệu Thành đang vui mừng không xiết, giật mình kêu lên, là bọn họ. Sắc mặt hắn đại biến, sao có thể, ta hành sự rất cẩn thận, sao vẫn còn bị bọn họ tra được dấu vết. Đứa ngốc. Triệu Thành sững sờ, quay đầu nhìn lại, thấy là trác phạm, liền giống như hài tử nhìn thấy gia trưởng vội vàng đứng nghiêm người nói sư sư phụ ngài có dặn dò gì vừa rồi không phải ngươi nói muốn vì ta nà cống hiến sức lực sao bây giờ cơ hội đến rồi ra ngoài giết sạch bọn chúng đền bù sai lầm trước của ngươi kia đi trác phạm khoan thai nói sau khi ngươi lấy công chuộc tội hai chúng ta sẽ cùng tung hoành thiên hạ triệu thành hưng phấn gật đầu nói vâng sư phụ đồ nhi tuân mệnh dứt lời, hắn lập tức quay người lại, chạy ra bên ngoài sơn động. Nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất, trác phàm bật cười lắc đầu. Vĩnh biệt, đồ để ngốc. Bên ngoài sơn động, đám người kiếm hoàng đang tỉ mỉ tìm kiếm, thì một tiếng hét lớn vang lên, kiếm hoàng. Mấy người các ngươi lại dám tìm tới nơi này. Đã như vậy, các ngươi để mạng lại hết đây cho ta, ha ha ha. Triệu thành ngông cùng xông ra, toàn thân nồng đầm hắc khí, khiến cho hoa cỏ cây cối bốn phía lập tức khô héo xuống. Ma Hoàng Triệu Thành Năm người nhìn nhau, ngay sau đó đồng loạt xông về phía Triệu Thành, toàn thân phòng lên nguyên lực, đều xuất ra công lực suốt đời, Triệu Thành, giao độ ra, nếu không ngày này sang năm sẽ là ngày dỗ của ngươi. Muốn đoạt công pháp của ta? Giữ được cái mạng nhỏ của ngươi đi đã, ha ha. Thiên ma trưởng. Kiếm phá hư không? Thiên hoa rực rỡ quỷ khóc thân sâu. Chỉ một thoáng, bên trong thiên địa, năng lượng va chạm mãnh liệt, tiếng nổ tung không dứt bên tai. hắc động không gian đen nhánh sinh ra, ngay sau đó lại vỡ vụn, như mạng nhện lan tràn tứ phương. Bốn phía sơn mạch, non xanh nước biết bị chấn vỡ thành hư vô, cuốn lên bụi mù, che khuất bầu trời. Phốc phốc phốc. Lực phản chấn cường đại khiến cho gân mạch của mỗi người phòng lên đau nhức, nội phủ phiên gian đảo hải đám người kiếm hoàng rung lên, cuối cùng liên tiếp nôn ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, khí tức cũng yếu ớt đi rất nhiều. Triệu Thành cũng giống như vậy. Nhưng hắn còn thê thảm hơn, nôn ra cả nội tạng, nhưng hắn lại giống như không biết, vẫn điên cuồng hưng phấn cười to, song trưởng vẫn liều mạng vung ra. Rầm rầm rầm. Rốt cục, thiên ma trưởng cường đại hất tung năm vị bác hoàng xuống mặt đất, trong bụng Triệu Thành cũng không còn dư lực chiến đấu, phạch một tiếng, ngã sầm xuống trước mặt bọn họ, vẻ mặt vẫn rất kích động. Ha ha ha. Chỉ cần giết các ngươi, sư phụ sẽ tha thứ cho ta, cho phép ta quay về môn hạ. Có công pháp ma đế, sau này thiên hạ này chính là của sư đồ chúng ta, hắc hắc hắc. Từng ực từng ực. Triệu thành nôn ra máu. Máu cùng nội tạng dính be bét đầy người, hắn lại không biết, vẫn từng bước xông tới bọn người kiếm hoàng, trong mắt trần trụi hiện ra hung mang tên này đã triệt để điên cùng rồi mọi người liếc nhìn nhau mặt sắc mặt ngưng trọng diễm hoàng thấp thỏm nói nay giờ hắn cũng bị thương nặng thế mà còn muốn liều mạng với chúng ta hắn thật không sợ chết sao bởi vậy mới đáng sợ đánh với một người điên ngươi căn bản không biết hắn sẽ dám làm ra những chuyện gì kiếm hoàng run run nói vội vã chống tay ngồi dậy ánh mắt nhìn triệu thành mang đầy sự hoảng sợ tiểu tử này đến cùng bị làm sao vậy xuất thủ không có trình tự quy tắc hung mãnh dị thường hoàn toàn là lối đánh liều mạng a theo lý mà nói bây giờ trong tay hắn sở hữu công pháp cần phải vô cùng cẩn thận mới đúng sao lại không muốn sống như thế không hợp với lẽ thường a hay là hắn thật sự đã trở thành người điên triệu thành lại vung chưởng các ngươi chết hết cho lão tử ha 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 cơ cơ ý tờ t t đột nhiên dưới ánh mắt hoảng sợ của năm người bàn tay xuất trưởng của Triệu Thành lại trì trệ trên không trung, cố sao cũng không tiến được thêm nữa. Sau đó, hắn toàn thân bắt đầu toát ra cuồn cuộn hắc khí, sau đó hắc khí thay đổi. Bao phủ lấy cả người hắn, đồng thời, trong từng tiếng quỷ khiếu chói tai, hắn thân thể hắn cũng dần dần bị những hắc khí này cắn nuốt, cảm giác đau đớn bức trước khiến kêu trên thảm thiết. a, à. Cả người triệu thành ngã trên đất, hắc khí vẫn không ngừng bốc lên, hắn chỉ cảm thấy thống khổ không thôi, năm vị bác hoàng thấy vậy thì chỉ biết cảm thấy may mắn, đồng thời cũng thấy kỳ quặc. Hắn, bị sao vậy? Lúc này, câu nói tiếp theo của Triệu Thành lần nữa làm cho mọi người kinh ngạc không hiểu, đồng thời còn cảm thấy lạnh cả sống lưng, sư phụ, sư phụ. Đây là có chuyện gì vậy? Ngài nhanh tới cứu ta, sư phụ. Chương 1915, chết sư phụ hắn đang nói cái gì vậy sư phụ hắn không phải chết rồi sao sao hắn lại nhắc đến làm gì kiếm hoàng suy nghĩ một hồi thì nói ta hiểu rồi hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma cho nên tâm trí thất thường xem ra nội tâm hắn vẫn luôn hổ thẹn chuyện năm xưa cho nên trước khi chết nhìn thấy ảo giác nỗi tâm chuộc tội mới điên cuồng kêu tên hắn chúng ta không cần coi là thật nghe vậy mọi người cũng cảm thấy có lý đều tán đồng gật đầu. Đúng vậy, năm đó Triệu Thành thân là đệ tử, lại khi sư diệt tổ bán đứng sư tôn. Tuy về sau đổi lấy được uy danh ma hoàng, trở thành một phương chư hầu, nhưng ở sâu trong nội tâm, cảm giác ấy nấy đối với sư phụ luôn không tiêu tán. Thế nhưng bọn họ làm sao biết, Triệu Thành không phải đang bị ảo giác, mà chính là thật gọi sư phụ cứu mạng. Chỉ tiếc, đối với tên đồ đệ ngu dốt bất tài này, Trác Phạm không đánh chết hắn đã tốt lắm rồi, nào sẽ xuất thủ cứu giúp. Đứa ngốc à! Trác Phạm mật ngữ truyền âm cho Triệu Thành. Triệu Thành gặp được cứu tinh, vội vàng nói, sư phụ cứu ta, sư phụ cứu ta. Bây giờ ngươi nói lại xem, tu luyện thiên ma đại hóa quyết có vui không? Thế mà, truyền vào hắn trong tai lại không phải cách cứu mạng gì cả. Mà lại là vấn đề Trác Phạm hỏi lúc trước. Triệu Thành sững sờ, nghẹn lời, trong mắt đầy vẻ mê man trác phàm cười khổ một tiếng bây giờ ngươi đã biết nỗi khổ tâm của vi sư vì sao lúc trước vi sư không cho ngươi cửu u bí lục rồi chứ ngươi tâm thái tham lam không có tiết chế mặc dù thiên ma đại hóa quyết là pháp môn tu luyện nhanh chóng nhưng lấy công lực của người khác cho mình dùng nào có dễ dàng như vậy mỗi khi hấp thu tất phải nhanh luyện hóa thành công lực của bản thân nếu không công lực hỗn tạp lại thêm luyện hóa thần hồn của người khác oán niệm vô số ắt gặp phản phệ. Nó sẽ mài mòn thân thể ngươi, ăn mòn tâm trí ngươi, cuối cùng ngươi sẽ chết trong đau đớn. Ta. Ta sai rồi, sư phụ, ta không nên chỉ vì cái trước mắt, ta biết sai rồi, van cầu ngại mau cứu ta. Không, ngươi chỉ sai một nửa. Trác Phạm tiếp tục nói, thực cho dù ngươi có thể tu thân dưỡng tính, bình tĩnh tu luyện thiên ma đại hóa quyết cũng vô dụng. Bởi vì bản thân công pháp vốn đã không được đầy đủ trước công pháp này còn một câu mà ta không cho ngươi đó là muốn luyện công tất phải tự phế công lực trước thiên ma đại hóa quyết muốn hút công lực của người khác cho mình dùng đầu tiên chính mình phải là cái bình không mới có thể gánh chịu vạn vật nếu không công lực của bản thân sẽ tương khắc công lực ngoại giới tạo thành ngăn cách cả đời khó có thể luyện hóa mà hấp thu công lực càng nhiều ngăn cách càng nhiều sớm muộn cũng sẽ bị phản phệ như vậy ngài Triệu Thành đã hiểu ra gì đó. Trác Phạm tiếp tục truyền âm, không sai, ta chính là sợ ngươi luyện đúng, cô phụ một phen tâm huyết của ta, nên mới làm tay chân. Cho nên mặc kệ như thế nào, ngươi đều không có cơ hội thành công. Nhưng mà, ngươi vốn là tính tình vội vàng sao động, coi trời bằng vung, cho dù ta đưa bản thật cho ngươi, ngươi cũng không có mấy hy vọng thành công. Chỉ là, ta vẫn nên cẩn thận mà thôi. Ha 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 thì ra là thế, lần này ngài trở về, chính là muốn báo thù. Triệu Thành cười lớn một tiếng, hắn xoay người, nằm ngửa nhìn trời, mặc cho hắc khí kia đầu ngấu nghiến lấy hắn, hai chân cũng đã hoàn toàn bị hóa thành bụi phấn, rốt cuộc không thể động đậy, cảm giác đau đớn vẫn không rứt, trong mắt của hắn đã hoàn toàn thành là vẻ tro tàn, tuyệt vọng mà bất lực. Ngũ Hoàng thấy vậy thì sững sờ. Tiểu tử này lại sao nữa vậy, không còn muốn giãy dụ nữa sao? Triệu Thành đã chẳng còn gì để mất, còn trở nên thanh thản, sư phụ, lấy thực lực bây giờ của ngươi. Muốn báo thù, cả bác Hoàng cũng không có một người là đối thủ của ngươi, cần gì phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy. Đứa ngốc à, ngươi là đồ đệ của ta, lúc trước vi sư chết như thế nào, ngươi không nên trải nghiệm một chút sao? Còn nữa, nếu không cho ngươi luyện công pháp ma đế mà ngươi hẳn ước mơ, sao ngươi có thể biết rõ nỗi khổ tâm năm đó của vi sư? Nếu không, đến lúc chết ngươi vẫn hận vi sư tàn tư ích kỷ cảm thấy lúc trước ngươi vẫn làm đúng đó triệu thành run run trong mắt chấp động lên lệ quan đúng vậy ha công pháp ma đế tuy mê người nhưng cũng hại người nhìn qua là học cấp tốc chi đạo nhưng thực ra lại là thử lòng kiên nhẫn của người luyện mười không có tự chủ thì sẽ trở thành như mình chỉ có thể tự làm tự chịu thiên ma đại hóa quyết quả nhiên là công pháp ma đạo đỉnh phong muốn thành chân ma trước phải trừ đi tâm ma nếu không cuối cùng hại người không thành bản thân lại trở thành mua dây buộc mình sư phụ ta biết sai rồi rốt cục triệu thành rơi lả chả nước mắt hối hận nhắm mắt lại xa xa trác phàm thở dài tuy muộn nhưng tốt xấu cũng đã hiểu đã như vậy ngươi hãy tiếp tục truyền căng giống ác mà này cho người khác đi sư phụ ngươi không sợ ta nói cho bọn chúng biết sao Đồ đệ ngốc, ngươi như nào, ta còn không hiểu sao? Trước khi chết không kéo thêm mấy cái đệm lưng, còn gọi gì là ma hoàng. Ha ha ha. Đúng vậy a, à, biết rõ đồ nhi không ai bằng sư, lúc trước bao kẻ phạm phải sai lầm, há có thể để một mình ta gánh chịu. Triệu Thành cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ tà dị, cố gắng chịu đựng đau nhức kịch liệt, sờ lấy giới chỉ trong tay, đã như vậy, ta giúp sư phụ hoàn thành đại kế báo thù, kéo mấy lão già này cùng xuống địa ngục. Dù sao đời này kiếp này, Triệu Thành ta chỉ nợ một mình sư phụ. Còn mấy lão già kia, chỉ có thù, không có ân. Triệu Thành ném ngọc giản kia ra, vừa hay rơi xuống trước mặt năm người. Năm người giật mình nhìn nhau, đều không hiểu hắn có ý gì. Các ngươi không phải vì nó mà tới sao? Vậy giống như vài ngàn năm trước đi, hừ hừ hừ. Triệu Thành cười nhạo. Mọi người nghe vậy lập tức hiểu ý, đồng loạt xông về phía trước cướp đoạt. Kiếm Hoàng lớn tuổi nhất, thương thế nặng nhất, lúc này tay chân lại linh hoạt nhất, vọt mạnh ông Ngọc giảng kia vào trong ngực, bốn người còn lại liền dừng bước, rồi ngay sau đó lại hầm hè tiến gần đến hắn. "Ha ha, Kiếm Hoàng, đã nói trước mọi người chia đều. Đừng có ăn hết vậy chứ." Kiếm Hoàng mau giao đồ ra, nếu không chúng ta sẽ không khách khí đâu. "Chờ chút." Kiếm Hoàng hét lớn một tiếng, lạnh lùng trừng mắt bọn họ, nổi giận nói: còn không biết đây là thật hay giả đã bắt đầu lục đục nội bộ này còn ra hệ thống gì đợi lão phu kiểm nghiệm rõ ràng đã nghe vậy mọi người nhìn nhau đều tán đồng gật đầu nhưng từng đôi đôi mắt vẫn sát sao theo dõi hắn sợ mất tập trung bị kẻ già đời cho đánh tráo mất nguyên thần đắm chìm vào bên trong xem ngay sau đó kiếm hoàng bỗng dưng mở mắt ra nhìn mọi người gật đầu nói không sai chính là âm minh quyết vậy còn chờ gì nữa nhanh cho ta xem. Bọn người quỷ hoàng càng thêm không kịp chờ đợi muốn cướp đoạt, lại vẫn bị kiếm hoàng bỗng nhiên vung tay lên nói, các ngươi gấp cái gì, trước phải hỏi rõ hắn đã. Còn hỏi cái gì, mau đưa đây, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm? Ngươi nói với nói vẫn cái gì đấy, đương nhiên là phải hỏi cho rõ ràng, vì sao tiểu tử này bỗng nhiên chịu gia đồ ra. Đừng quên, lúc trước trách nhất phàm đến chết chết cũng không giao. Mọi người như được làm cho tỉnh lại, ngay sau đó đồng loạt nhìn về phía Triệu Thành, trong mắt mang vẻ kỳ quặc. Triệu Thành cười ta dị, các ngươi không cần hoài nghi gì cả, đây là thật, nếu không, ta đưa giới chỉ cho các ngươi xem. Dù sao sau khi ta chết, các ngươi cũng sẽ kiểm tra ta. Lấy công lực còn lại của ta, muốn đồng quy vu tận như sư phụ ta năm đó là không thể nào, còn không bằng giao cho các ngươi, để công pháp đế cảnh thất truyền quá mức đáng tiếc. Nói rồi, triệu thành lại ném giới chỉ cho bọn họ quả nhiên bọn họ xem xét một hồi thấy bên trong chẳng còn gì đáng ngờ kiếm hoàng mới gật đầu khen tục ngữ nói người sắp chết lời cũng thiện triệu thành ngươi thông suốt hơn sư phụ ngươi khi đó nhiều thông suốt ha 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 các ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là muốn biết năm người các ngươi có được công pháp sẽ có kết cục gì kiếm hoàng nghi ngờ hỏi ngươi có ý gì Âm minh quyết mặc dù là công pháp đế quân, nhưng mà bên trong cất giấu ác quỷ. Ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ là sau đó sẽ là ai trong các ngươi đây. Ha ha ha! Triệu Thành ngửa mặt lên trời cười to lên, giống như quỷ lệ kêu khóc. Ngay sau đó thân thể bị hắc khí kia triệt để hóa thành tro tàn, như những người mà hắn dùng để luyện công. Năm người chợt cảm thấy sống lưng phát lạnh, không biết những lời Triệu Thành nói trước khi chết là có ý gì. Nhưng mà nếu không nghĩ ra thì bọn họ cũng không rảnh nghĩ nhiều, nhìn thấy công pháp đế cảnh làm cho tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ, ánh mắt mỗi người nhiều đều hiển thị rõ tham lam. Kiếm hoàng, công pháp này, mỗi người chúng ta sao chép một phần đi. Không được. Kiếm hoàng vội và khoát khoát tay nói. Bốn người còn lại kinh hãi, bắt đầu xuất hiện địch ý, thế nào, ngươi muốn nuốt một mình hay sao? Kiếm hoàng nhìn đống cho tàn kia, quát to lên, các ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là các ngươi nhìn kết cục của triệu thành đi, chẳng lẽ các ngươi muốn giống như hắn hay sao? nghe vậy, bốn người còn lại cũng nghiêm mặt suy tư. chương một nghìn trăm mười sáu, tự động nhường ra địa bàn, triệu thành luyện công bị phản phệ, truy cứu nguyên do, đại khái chính là do chúng ta đánh bất ngờ khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. nếu chúng ta đang tu luyện cũng bị người quấy rầy như vậy, chẳng phải cũng rất dễ chết giống hắn sao? Như vậy, kiếm hoàng, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ giết hết những người biết chuyện này, nhất là trác phàm? Quỷ hoàng đề nghị, ánh mắt lộ rõ, rõ sát ý. Kiếm hoàng chậm rãi lắc đầu, đầy cơ trí nói, trị ngọn không trị gốc, không có ý nghĩa gì. Dù giết trác phàm, lạc gia khả năng vẫn còn biết, sau đó chúng ta lại phải trừ diệt lạc gia. Lãnh địa ma hoàng không người quản lý, gây nên náo động tất nhiên sẽ khiến thánh sơn đến điều tra huống hồ thánh sơn sớm đã có dự định phái người thế chỗ bác hoàng chẳng lẽ chúng ta có thể diệt trừ cả thánh sơn sao rất hiển nhiên trước mắt chúng ta không làm được điểm này như vậy ngươi nói xem nên xử trí như thế nào theo cách triệu thành luyện công luyện âm minh quyết có hai điểm quan trọng thứ nhất là cần thời gian dài cần không ngừng tu luyện không thể bị quấy rầy yêu cầu này bắt buộc chúng ta phải ẩn cư thứ hai là cần rất nhiều tài liệu luyện công nhưng cái này lại rất rất mâu thuẫn với điểm thứ nhất lại cần chúng ta đến chỗ có nhiều người mà làm như vậy dấu vết hoạt động sẽ rất dễ bại lộ kết cục sẽ như triệu thành như vậy chúng ta cũng như triệu thành phát động chiến tranh đi quỷ hoàng đề nghị ngũ hoàng chúng ta giả bộ như không hợp dẫn đến hỗn chiến trong chiến tranh sưu tập tài liệu luyện công sẽ không ai nghi ngờ gì đâu mọi người đều gật đầu nói phải. Chủ ý này không tệ, không biết thiên tài nào nghĩ ra được. À đúng, là trợ thủ đắc lực của ma hoàng, Trác Phạm. Nhưng vừa nghĩ đến đây, Diễm Hoàng lại lắc đầu nói, không được, dùng người khác không biết. Nhưng Trác Phạm là kẻ cầm đầu nhìn cái là biết, cũng không an toàn. Nhưng muốn xử lý hắn, lại như Kiếm Hoàng nói, liên lụy quá lớn, dẫn tới phiền toái lớn hơn huống hồ thánh sơn đã nói rõ gần đây bác hoàng không được tiếp tục sinh sự làm vậy vẫn dễ gây ra phiền toái vậy phải như thế nào mới tốt quỷ hoàng không kiên nhẫn nói như này không được như kia cũng không được chẳng lẽ chúng ta có công pháp tuyệt thế mà lại không di luyện sao kiếm hoàng cười lạnh có truyền thừa đế cảnh nguồn mới không luyện chỉ là phải xem chư vị có từ bỏ được địa vị hôm nay hay không ngươi nói vậy là sao vẫn là câu nói kia Muốn tu luyện công pháp này, tiền đề nhất định phải ẩn cư, chỉ có tự mình biết, tự mình làm. Nói thật, chút tính toán trong lòng chúng ta, ai cũng biết rõ, cũng đang đề phòng nhau đây. Hôm nay từ biệt, mọi người cũng đừng có liên hệ nữa, tránh cho đến lúc đó lại phải hãm hại nhau, ai cũng không được tốt. Mọi người nhìn nhau, đều cười ngầm hiểu, gật đầu nói, được, như vậy thì an toàn hơn, thế còn tài liệu thì sao? Tất cả mọi người đều là bác hoàng địa vực cũng đủ lớn mỗi người thu thập ở chỗ mình là được mỗi người tự thu thập ở chỗ mình diễm hoàng cả kinh nói đại lượng nhân khẩu mất tích sẽ gây ra náo động thánh sơn chắc chắn sẽ chú ý kiếm hoàng thản nhiên nói đây chính là điều ta muốn cảnh cáo các vị các ngươi có lá gan từ bỏ bác hoàng chi vị hay không không sai gây nên náo động đại lượng nhân khẩu biến mất sẽ tạo thành khủng hoảng gây nên nổi loạn ở chỗ chư vị quản lý nếu chư vị muốn tiếp tục làm bác hoàng, không thể không để ý, mà nếu không để ý, các ngươi sẽ mất lòng người, dù thực lực ngươi mạnh đến mất, cũng sẽ không có ai tuân theo ngươi. Chẳng lẽ thế gian có người nguyện ý đi theo một đám ma quỷ lúc nào cũng có thể tàn sát mình sao? Kiếm hoàng cười lớn một tiếng, ha ha ha. Đừng trách lão phu nói chuyện khó nghe, bây giờ chúng ta muốn luyện thần công này, nhất định phải biến thành ma quỷ ăn người. Mặc kệ chính đạo hay tà đạo, nhất tướng công thành vạn cốt khô chỉ cần có thể đạt được đế cảnh đạt được đại đạo lấy mấy triệu người làm tài liệu luyện công hẳn là đủ rồi sau đó chúng ta chỉ cần tiến đến đế cảnh là được còn cần lo lắng vị trí bác hoàng sao đến lúc đó cho dù là thánh sơn cũng phải quỳ dưới chân chúng ta ngày sau thánh vực chính là của ngũ đế chúng ta các ngươi thấy thế nào kiếm hoàng trải ra cho mọi người một tương lai sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều si mê không thoát ra được chốc lát trong mắt mọi người lóe lên hung mang tài dị đều mãnh liệt gật đầu coi như đáp ứng ngay sau đó mọi người bắt đầu sao chép công pháp sau đó ôm quyền mỗi người trở về tông môn của mình rốt cuộc không ai quay đầu nhìn lại đối phương bởi vì giống như bọn họ đã nói sau lần từ biệt này thế gian đã không còn bác hoàng mà chính là ngũ đế lúc nọn họ lại gặp nhau chính là những chúa tể thế giới hội ngộ ha ha ha. Trác Phạm xuất hiện, đi đến nơi Triệu Thành biến mất, nhìn phương hướng năm người biến mất, lại nhìn xuống cho cốt của Triệu Thành. Đứa ngốc, năm lão gia hỏa kia cũng bắt đầu rồi, rất nhanh bọn họ sẽ đến bầu bạn với ngươi. Ê, ân oán năm ngàn năm trước, cũng sắp kết thúc, ha ha ha. Trác Phạm cười khẽ, ngay sau đó cũng biến mất. Một tháng sau, Thiên Ma Sơn đang được trọng kiến lại, lệ kinh thiên chợt đi đến trước mặt Trác Phạm, không người cúi đầu, cười hì hì nói, trác quản gia, như ngươi sở liệu, khu vực ngũ hoàng triệt để loạn. Đại lượng nhân khẩu từng đêm từng đêm biến mất, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đang sống trong khủng hoảng. Đến mức mấy tông môn thống trị như đang hạ tông thì hoàn toàn bế tông ẩn thế. Những người cầu cứu cũng không tìm được bác hoàng hay bất cứ ai để nhờ cậy, lúc này bọn họ chẳng khác gì con ruồi không đầu, loạn hết cả lên, hắc hắc hắc. Có vết xe đổ là triệu thành, vì an tâm luyện công, phương pháp tốt nhất bọn họ nghĩ ra được chỉ có thể là giết người rồi chạy trốn. Bây giờ chúng ta có thể tùy tiện thu phục khu vực bác hoàng. Trác Phàm mỉm cười nói, lệ lão, đi chuẩn bị nhân thủ, chuẩn bị tiến công tà không, tiến công cái gì, trực tiếp đi đến tiếp nhận là được. Lệ Kinh Thiên vỗ ngực bảo đảm nói, trác quản gia yên tâm, ngài cứ ngồi xem là được. Một tháng. Không, nửa tháng, chúng ta sẽ không uổng phí một binh một tốt thống lĩnh lại bác hoàng cho ngài, chờ Long tộc triệu tập nhân thủ đông đủ, chúng ta có thể đánh với Thánh Sơn một trận, hắc hắc hắc. Trác Phạm cười nhẹ gật đầu, vung tay lên, để hắn đi làm. Đột nhiên, Thù Viêm Hải bay đến. Lệ Kinh Thiên vỗ vỗ vai hắn, cười nói, a, à, cựu lão đầu, ngươi tới đây làm gì? Thù Viêm Hải trợn mắt, không để ý tới hắn, lập tức đi đến trước mặt Trác Phạm, sắc mặt nghiêm túc nói, trác quản gia, thánh sơn phái đến ba người trẻ tuổi, chỉ rõ muốn gặp ngươi, đang chờ bản bộ ở lạc gia. Ba người trẻ tuổi. Trác phàm trầm ngâm hỏi, thực lực gì? Hoàng giai đỉnh phong. Hả? Chắc là tới tiếp nhận quản lý vị trí bác hoàng. Thánh Sơn lần thứ nhất có người trẻ tuổi xuất sơn xuống thế tục, vẫn còn chưa yên tâm, trước phái ba người tới thử. Bây giờ đổ hoàng chết, ưng hoàng cũng chết, hai chỗ ngồi này vẫn đang để trống, mặt khác tin tức ma hoàng chết, ta còn chưa công khai, còn cả bọn người kiếm hoàng vì an toàn ẩn thân, cũng sẽ không vội vã nói ra. Như vậy còn thừa một người trẻ tuổi phải thay thế vị trí bác hoàng. Hừ, thật vất vả mới khiến mấy lão già di chạy trốn, để trống một mảnh địa bàn lớn như vậy. Bọn này lại vừa xuống liền chỉ việc ngồi ăn. Thực sự buồn cười, ta đi vặn đầu bọn chúng. Lệ Kinh Thiên giận dữ nói, hùng hùng hổ hổ muốn xông về bản bộ, lại bị trác phàm khoát tay ngăn trở, lợi lão bớt giận, chuyện nhỏ ấy mà, mấy con lợn không thấy qua việc đời mà thôi, có gì phải lo lắng. Ta đi nói cho dăm ba câu là xong, ngươi mà giết bọn chúng sẽ sớm kinh động Thánh Sơn, đó mới là làm xấu đại sự đấy. Hả, thật vậy sao? Lợi kinh thiên sững sờ, do dự nói, thế nhưng trác quản gia à, bọn công tử cao cao tại thượng này chắc chắn rất cuồng ngạo, Lần này xuống núi tuy méo biết cái gì, nhưng tầm kiến công lập nghiệp vẫn phải có. Bọn họ coi trọng địa bàn, chỉ sợ đến chết cũng không chịu nhường, đoạt địa bàn từ tay bọn họ, có phải hơi khó không? Khó. Không có gì khó, ngược lại, còn dễ hơn ăn cháo đó, ha ha ha. Trác Phạm cười lớn một tiếng, sớm đã bày mưu tính kế, ngươi không phải nói bọn họ méo biết cái gì, chỉ có hùng tâm tráng trí sao vậy chúng ta cứ thỏa mãn chí khí của bọn họ, cho bọn họ chút công tích để nộp lên trên. Còn quyền khống chế thực tế vẫn nằm trong tay chúng ta, việc này còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Ba người nhìn nhau, tất cả đều cười ha hả. Ngay sau đó, Trác Phạm cùng Thù Viêm Hải trở lại Lạc Gia. Đi gặp ba vị thiếu gia cao quý đến từ Thánh Sơn. Vừa vào đại sảnh, liền thấy vị trí cao nhất của mình đã bị hai thằng nhãi con ngồi chễm trệ sắc mặt không tốt thưởng thức trà nước thỉnh thoảng còn có vẻ ghét bỏ nhổ ra quả nhiên là quý công tử đến nhà người ta làm khách mình lại ngồi chủ vị hay thật trác phàm oán thầm miễn cưỡng hiện ra vẻ mặt vui cười bước nhẹ đến ông lấy quyền cười nói ai nha các vị khách quý thánh sơn đã để đợi lâu thất lễ rồi biết thất lễ thì tốt chúng ta ở chỗ này chờ ngươi nửa ngày rồi ngươi đến chậm quá đi mất mười tuổi trẻ ngồi trên chủ vị suy cười khinh thường nói trác phàm gật đầu nhận sai đúng là lỗi của tại sao vì sao lúc sinh ra không mọc ra thêm hai cái đùi để chạy cho nhanh để ba vị công tử phải đợi lâu thật là có lỗi ha 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 đại ca ngươi nghe thấy không hắn nói mọc ra thêm hai cái đùi ngươi có thể tưởng tượng ra một người mọc ra bốn cái chân không ta đã lớn như vậy còn chưa từng nghe chuyện cười buồn cười như vậy đâu v hai người còn lại cũng cười to lên trác phàm chỉ biết cười làm lành không khí nặng nề cũng được làm dịu đi không ít bên ngoài hậu viện mấy người lạc vân thường bật cười thánh sơn này thật đúng là phái ba con lợn tới nhận chức bác hoang mà trác phàm rõ ràng là mỉa mai bọn họ không có kiên nhẫn mình đã tận lực trở về bọn họ lại còn coi là nghe chuyện cười ha ha đây mới là chuyện cười Mộ dung tuyết ai tháng lắc đầu, ê, thánh sơn cho mấy con lợn xuống đảm đương bác hoàng, quản lý thánh vực, có thể thấy được vẫn chưa để thiên hạ thương sinh trong lòng. Người như vậy, sao có thể là người cầm quyền thánh vực, trưởng khống vận mệnh thánh vực? Nàng cảm thấy vạn phần thương tiếc cho thương sinh dưới tay bọn vô ý thức này. Chương 1917, Đại loạn trác phạm không người, đúng rồi, không biết ba vị công tử xưng hô như thế nào. Đệ Tam Thánh Sơn, từ thiên xuyên. Người cầm đầu hiên ngang quát to. Ngay sau đó, người thứ hai cười nhẹ biểu môi, đệ ngũ Thánh Sơn, khúc hướng phong. Đệ thất Thánh Sơn, vũ thiên thu. Nam tử dưới cùng nhất hừ nhẹ một tiếng, lỗ mũi chỉ thẳng lên trời. Như ba thằng tự kỷ vừa trốn khỏi trại, Trác Phạm gật đầu cười nói, chỉ là không biết hôm nay ba vị công tử đến đây tìm trác mổ là có chuyện gì vậy. Chuyện gì? Từ thiên xuyên suy cười nói, chúng ta nghe nói ngươi là cánh tay phải của ma hoàng triệu thành. Rất hiểu biết về lãnh địa của ma hoàng, cho nên đặc biệt cần ngươi nói rõ vài chuyện. Ba vị công tử cứ nói, trác mổ vinh hạnh được trả lời. Từ thiên xuyên cau mày nói, mục đích xuống núi của chúng ta là gì, chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, ba người chúng ta muốn tụ họp với bác hoàng, thương thảo tình hình cụ thể của hoàng vực. Nhưng chúng ta không tìm thấy ai, đi sau nơi, cả sáu nơi không có người. Sau cùng suy nghĩ tìm đến ma hoàng nói chuyện, kết quả vừa tới gần, lại nghe nói mấy tháng trước toàn bộ thiên ma sơn bị sang bằng, ta nghĩ chắc là tiểu tử ma hoàng kia cũng không có mặt, nên thẳng thắn tới tìm ngươi. Còn nữa, đám bác hoàng này không cố gắng trong giữ lãnh địa của mình, cả ngày đông chạy tay không biết đang ở đâu, còn một hơi đồng loạt mất tích, huynh đệ chúng ta đi khắp nơi không thấy ai, thực sự buồn cười." Nói rồi, ba người lần nữa phát lên nộ khí, có vẻ rất không cam lòng. Trác Phàm nghe vậy thì suy nghĩ nửa ngày, sau đó thản nhiên cười một tiếng, làm vẻ mặt khó xử, lắc đầu nói, "Ba vị công tử, chuyện này thật không phải chuyện mà ta có thể nhúng tay, các ngươi cứ cố gắng tìm mấy vị đại nhân đó, ta còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ." Mắt thấy Trác Phàm quay đầu muốn rời đi, từ thiên xuyên hết lớn một tiếng, gọi hắn lại, ê, chờ chút. Sau đó nghi hoặc nói, à, trong bộ dạng của ngươi, có vẻ ngươi biết đã xảy ra chuyện gì ha? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thành thật khai báo cho ta. Ba vị công tử, chuyện của bác Hoàng, ta thật không tiện nhiều lời. Ha ha, ta kêu ngươi nói thì ngươi cứ nói, ngươi sợ bọn họ, chẳng lẽ không sợ chúng ta sao? Ba người trừng mắt hết lớn, khí thế cường đại ép tới trác phàm, cả giận nói, bọn họ là bác hoàng, nhưng chúng ta cũng sắp trở thành bác hoàng, mà lại chúng ta còn là từ thánh sơn tới. Đắc tội chúng ta, cả thiên hạ cũng không bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi. Hư. Trác phàm giả bộ bị khí thế mãnh liệt ép cho liên tiếp lui về phía sau, thở không ra hơi, đỏ mặt tí tai nói, ba vị công tử bớt giận, ta nói là được chứ gì. Bạch. Ba người phất ống tay áo, thu hồi hung uy, liếc xéo trác phàm, miệng nở nụ cười kiệt ngao ê nói ra chuyện này mong ba vị tuyệt đối đừng tức giận trác phàm cẩn thận từng ly từng tí quan sát bọn họ thở dài nói không dối gạt ba vị công tử từ mấy tháng trước bác hoàng đã chạm qua mặt mà lại đối với việc ba vị đến bọn họ kịch liệt tranh chấp địa điểm chính là ma sơn bọn họ tranh chấp cái gì tranh chấp trác phàm lại lo sợ nhìn bọn họ lầm bầm nói tranh chấp nên đối phó ba vị như thế nào cái gì ba người từ thiên xuyên đồng thanh hét lớn vỗ bàn trận mắt đứng lên gầm thét bọn chúng thật lớn mật thế mà muốn đối phó chúng ta bọn chúng không muốn sống nữa sao ba vị công tử bớt giận chính bọn họ biết bọn họ như nào nào dám quan minh chính đại đối địch với các vị cho nên cũng chỉ có thể âm thầm làm việc bọn họ muốn làm gì mau nói ai cũng biết ba vị đến thay thế danh vị bác hoàng. Nếu lần này các ngươi thành công thuận lợi, không hề nghi ngờ, Thánh Sơn sẽ tiếp tục từng bước phái người thay thế danh vị bác hoàng khác. Cho nên, cho nên kiếm hoàng đề nghị, vô luận như thế nào cũng không thể để các ngươi thành công. Ầm à một tiếng, từ thiên xuyên lần nữa hung hăng vỗ bàn, cười khẩy nói, hừ, khẩu khí thật là lớn, muốn ngăn cản chúng ta trưởng khống hoàng vực, hắn có bản lãnh này sao? Ê! hắn nói không cần ngăn cản chỉ cần bọn họ không làm gì cả chính các ngươi sẽ làm hư tất cả mọi chuyện bọn họ ngồi một chỗ xem kịch là được từ thiên xuyên lần này vỗ tan cái bàn quát to sao hắn lại nói thế uy các ngươi chỉ biết vỗ bàn hả trác phàm tiếp tục nói hắn nói ba vị công tử đều từ thánh vực đến khuyết thiếu kinh nghiệm quản lý hạ tầng nhất định sẽ làm cho hoàng vực đại loạn gà bay chó chạy bọn họ ngồi trong bóng tối mặc kệ đợi đến khi các ngươi làm cho hoàng vực tan hoang khó có thể thu thập thánh sơn tất nhiên sẽ gọi các ngươi trở về mời bọn họ rời núi thu thập loạn cục cứ như vậy địa vị của bác hoàng tại thánh vực vẫn không thể lay động thánh sơn cũng không làm gì được bọn họ dù sao người khác của thánh sơn xuống cũng sẽ như vậy mà nghe được lời này ba người từ thiên xuyên nhìn nhau đều cười to lên dương dương đắc ý nói hừ nghĩ hay lắm bọn này cũng quá đề cao mình rồi Đệ tử Thánh Sơn ai nấy đều thanh niên tài tuấn. Chẳng lẽ không quản được bọn hạ tầng tạp chủng hoàng vực? Trác Phàm gật đầu, vẻ mặt tán đồng, đúng vậy, ma hoàng đại nhân của chúng ta cũng nghĩ như thế, còn thuyết phục người khác đừng có đối đầu Thánh Sơn. Nhưng bọn họ mặc kệ, còn muốn lôi kéo ma hoàng đại nhân cùng ẩn lui, nhưng ma hoàng đại nhân vẫn kiên định, kết quả là. Kết quả làm sao? Bọn họ liên thủ giết chết ma hoàng đại nhân. Nói tới đây, hai mắt trác phạm trở nên đỏ ngầu, bọn họ nói nếu ma hoàng trợ giúp ba vị công tử, bọn họ sẽ khiến ma hoàng đại nhân chết không có chỗ chôn. quả nhiên bọn họ đã liên thủ đánh giết ma hoàng đại nhân. Sau đó liền ẩn lui, hào kiếp thiên ma sơn ngày đó chính là do sáu người đại chiến tạo thành. Năm đối một Ma hoàng đại nhân sao có thể là đối thủ của bọn họ? Ba người đầy nộ khí quát lên, thực sự buồn cười, bản thân đã không hiểu trung chúng ta, còn không cho người khác hiệu trung. Đám lòng lan giả thú này, coi thường chúng ta đúng không? Hừ hừ, chúng ta sẽ thu hết địa bản của các ngươi, thống trị bọn chúng cho các ngươi xem. Nói rồi, ba người nhìn nhau, đều phất ống tay áo, hằng hái đi ra ngoài, trong mắt là vô tận tự tin. Ba vị công tử, các ngươi không phải tới để thay thế tam hoàng sao? Bây giờ vừa đúng lúc lắm. Trừ đổ hoàng và ưng hoàng đã chết, vị trí ma hoàng cũng không còn, thế vị công tử nào ở lại chữa trị địa bàn ma hoàng đây từ thiên xuyên không thèm ngoáy đầu lại chỉ phất phất tay cười to nói ngươi tự quản lý đi chúng ta đến thu nhận địa bàn ngũ hoàng ta phải chỉnh đốn một phen chúng ta phải để năm tên kia xem thật kỹ không có bọn họ chúng ta vẫn có thể làm tốt không có bọn họ hoàng vực vẫn bình thường bọn họ còn muốn tiếp tục làm bác hoàng hừ nằm mơ ha 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 sau tiếng cười càng quấy to, ba người rất nhanh biến mất. Trác Phạm xa xa nhìn bọn họ, khinh thường biểu môi. Ba thằng ngu, lão tử ngồi chờ các ngươi đến khóc lóc cầu ta. Lúc này, lời Kinh Thiên đi đến trước mặt Trác Phạm, mặt lộ vẻ u sầu, "Trác quản gia, ba người này muốn đi quản địa bàn, chúng ta có cần tiếp tục quản lý không?" Trác Phạm bật cười, "Tạm dừng mấy ngày đi. Chờ bọn ngu này làm cho hoàng vực gà bay chó chạy." chúng ta lại quan minh chính đại tiếp quản cũng không muộn, ha ha ha. Sau ba tháng, Trác Phạm đã hoàn toàn gây dựng lại Thiên Ma Sơn. Trác Phạm ngồi trên bảo tọa ở Trung Ương Đại Điện giống như trước kia, chậm rãi dựa ra sau, nở nụ cười thoải mái. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn vẫn là ngồi trở lại nơi này à? Trác Quản Gia, Trác Quản Gia. Chợt, từng tiếng kêu đầy gấp rút vang lên, Lệ Kinh Thiên vội đi đến trước mặt hắn, cười to nói, loạn loạn, loạn hết rồi, ha ha ha. Trác Phàm ngạc nhiên nói, cái gì loạn? Là toàn bộ hoàng vực, trừ chỗ chúng ta, tất cả đều loạn rồi. Lệ Kinh Thiên hưng phấn vỗ đùi, trước khi năm vị bác hoàng trốn đi, không phải đã bắt cóc lượng lớn người sao? Những nơi kia đang lúc lòng người bàn hoàng, đúng lúc Thánh Sơn phái đến ba tiểu tử mới nhậm chức, nói muốn thống lĩnh. Ngay từ đầu mọi người còn ủng hộ hoang nghênh, ba tiểu tử cũng hưng phấn lắm, nói muốn làm một vố lớn. Hung ác tra khảo vụ án mất tích nhân khẩu. Kết quả tra nửa ngày, thuộc hạ chẳng tra ra được cái gì. Thế là chọc giận bọn con ông cháu cha này. Bọn họ còn tưởng rằng đây là thuộc hạ mà những lão gia hỏa kia lưu lại, cố ý làm khó bọn họ, bọn họ mới điên lên, dùng nghiêm hình, quy định ba ngày tra không ra được kết quả, tất cả mọi người đều phải rơi đầu. Kết quả hàng trăm hàng ngàn, Thậm chí trên vạn con cháu thế gia đều rơi vào kết cục Tất cả đều chết thảm Làm cho tất cả mọi người không dám thân cận ba thằng ngu này nữa Sau cùng, bọn họ cũng không còn ai để dùng Rất nhiều người thà rằng ly biệt quê hương Bỏ xuống gia nghiệp cũng phải rời xa nơi thị phi Thành ra nhân khẩu trong đại bàng ma hoàng của chúng ta đại lượng gia tăng Đều là từ nơi khác chạy tới, ha 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 Trác phàm gật đầu, ta biết Bọn này làm việc đơn giản thô bạo sớm muộn sẽ nội bộ lục đục làm cho tất cả mọi người đều phải hoảng sợ chạy mất chỉ chú trọng công tích mà không cần nhân tâm những nơi kia cũng chẳng mấy chốc mà biến thành quỷ thành bây giờ đến ba tên kia cũng gấp vậy mà bắt đầu chặn đường các gia tộc chạy trốn một người chạy trốn cả nhà liên lụy ngươi tạo làm lò sát sinh muốn giết người ta còn không cho người ta chạy ha 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 trác phàm mỉm cười gật đầu chậm rãi dựa vào ghế, thoải mái nói, hoàng vực đại loạn, người bọn họ có thể nghĩ đến chỉ còn chúng ta, ha ha ha. Chương 1918, nhất thống hoàng vực trong thư phòng trang nhã, khúc hướng phong vô cùng lo lắng, đầu đầy mồ hôi, đi qua đi lại. Từ thiên xuyên run rẩy cầm ngọc giảng trong tay, trầm ngâm nửa ngày, lại đập xuống bàn, vẻ mặt đầy lo lắng, mày nhíu chặt, các ngươi nói xem, nên trả lời ngọc giảng này thế nào? Trả lời cái gì? Gia mặt Vũ Thiên Thu rung lên như sắp khóc. Nhận chức ba tháng, trưởng lão Thánh Sơn hỏi thăm đến, điều này chúng ta làm sao trả lời? Tất cả mọi người đều muốn chạy ra bên ngoài, cản cũng không cản được. Rất nhiều khoáng thạch dược tại các gia tộc khai thác, tất cả toàn tộc đều quy ẩn. Mà tài nguyên gửi đến Thánh Sơn, đừng nói suy giảm, căn bản hoàn toàn bị đình trệ, nếu tiếp tục như thế, chúng ta làm sao giải thích với sư phụ sư bá Thánh Sơn? Vậy còn chờ gì, nhanh nghĩ biện pháp đi. Đã nghĩ, biện pháp có thể sử dụng chúng ta đều dùng, ép buộc dụ dỗ, chúng ta đã làm những gì nên làm nhưng không có hiệu quả, hiện tại chúng ta càng không đủ thủ hạ, mặc kệ đi, dù nói thế nào chúng ta cũng là người Thánh Sơn, tại sao bọn họ lại rời bỏ chúng ta? Da mặt trung lên, từ thiên xuyên nhíu mày không hiểu bất đắc dĩ cuối thấp đầu âm mưu đây tuyệt đối âm mưu của đám bác hoàng kia bọn họ muốn xem chúng ta làm chuyện cười cố ý dở trò trong bóng tối nếu không vì sao chúng ta quản lý trên địa vực này càng làm càng hỏng bét chúng ta tìm người mất tích cho bọn họ nhưng bọn họ lại muốn bỏ chúng ta mà đi chắc đã được thông báo từ trước không sai những tên dân đen này lại cô phụ ý tốt của chúng ta bọn chúng thật đáng chết trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác khúc hướng phong oán hận nói từ nhỏ đến lớn ta đều chưa từng cố gắng như vậy toàn âm toàn y vì bọn họ thế mà nhận lại được cái gì hừ đại ca ta đề nghị cần phải tăng thêm hình phạt về sau ai dám tự ý rời khỏi gia viên không an lòng thu thập tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng thánh sơn tru di thập tộc hắn ngay cả hàng xóm cũng không buông tha một người dám chạy đồ sát toàn trấn ta cũng không tin ai trong bọn họ còn dám chạy người nào lại dám để cho người khác chạy? Hư hư. Âm. Hung hăng vỗ bàn một cái, từ thiên xuyên trận mắt nhìn, mắng to, giết giết giết, ngươi thì chỉ biết giết, nếu giết hữu dụng thì không có nhiều người chạy như vậy. Đại ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Từ thiên xuyên hít mắt, sâu xa nói, đúng, vậy bọn họ trốn khu vực chúng ta quản lý rồi chạy đi đâu? Một số nhỏ ẩn cư, phần lớn đều đến lĩnh vực của ma hoàng ma hoàng. Mi mắt trung lên. Từ thiên xuyên lầm bầm, ma hoàng đã chết, không có người thống lĩnh, thế mà còn có khả năng thu hút người di chuyển đến, vì hắn làm việc, xem ra đại quản gia trác phạm giống như trong lời đồn, nếu không hiện tại lĩnh vực ma hoàng trở thành nơi hỗn loạn nhất, tuy chỗ này của chúng ta có chút sai lầm nhưng hiện tại vẫn thống nhất, không chiến loạn, cũng không thể nào chạy qua bên kia được. Đại ca nói đúng. Hai người còn lại cũng gật đầu liên tục. Thế nhưng bọn họ nhận định có chút sai, cho dù lĩnh vực ma hoàng không có trác phạm, chiến hỏa bay tán loạn, các gia tộc tự trị cũng mạnh hơn chỗ này của bọn hắn. 3. Hai tay vỗ vào nhau, từ thiên xuyên phất tay, đi thôi, đi thăm hỏi tên trác phạm kia một chút. Đại ca, chúng ta đi tìm hắn làm gì? Để hắn phụ giúp chúng ta chữa trị cục diện rối loạn này một chút. Không được. Hung hăng lắc đầu, khúc hướng phong không vui nói, muốn hắn chữa cục diện rối loạn này, không phải cho thấy chúng ta vô năng so với bác hoàng sao. Chuyện mất mặt như vậy ta gánh không nổi. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, từ thiên xuyên cười suy một tiếng, sao mà mất mặt. Trác Phạm là một quản gia, phụ tá mà thôi, cũng không phải là chủ tử bác hoàng. Ma hoàng có thể mời hắn phụ tá. Chúng ta cũng có thể, đến lúc đó công tích được vẫn là của chúng ta. Nếu chúng ta lại không hành động, năm này không giao lên được tài nguyên cho Thánh Sơn, các sư thúc sư bá xuống điều tra, phát hiện cục diện rối rắm, còn không phải tự hạ thấp địa vị, lại mời bác Hoàng kia trở về sao? Đến lúc đó, Thánh Sơn có cớ thay thế vị trí bác Hoàng, chúng ta mới mất mặt lớn, đúng tâm nguyện của mấy lão gia hỏa kia. Bờ môi hơi rung lên, khúc Hướng Phong không tình nguyện gật đầu. Rất nhanh, ba người đạp bước, bay về phía Thiên Ma Sơn. Một tháng sau, trong Đại Sảnh Thiên Ma Sơn ba người vên váo tự đắc tiến vào trác phàm cười hì hì chắp tay chào nói ba vị công tử đại giá quan lâm thật vinh hạnh cho trác mổ bớt nói nhảm chúng ta tìm ngươi có việc không kiên nhẫn khoác tay từ thiên xuyên không thèm nhìn hắn đi thẳng đến ghế chủ vị ngồi xuống hai người còn lại cũng đỉnh đạt ngồi trên ghế liếc xéo nhìn hắn em gái ngươi ngươi đến nhà người ta đấy da mặt run lên trác phàm thầm giận trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn vui vẻ như cũ, ha ha ha. Không biết ba vị công tử tìm trác mổ, có gì phân phó? Cũng không có gì, gần đây chúng ta có mấy vấn đề nhỏ, người có thể giải quyết không? Vấn đề nhỏ? Hư hư. Một đám nhị bức, một lượng lớn nhân khẩu trong khu vực chạy ra ngoài có thể xem là vấn đề nhỏ sao? Thật đúng là công tử thánh vực, hoàn toàn không biết chuyện này nghiêm trọng đến cỡ nào. Bất cứ một người cấp trên nào đều hiểu, nhân khẩu đại biểu cho sức sản xuất, đại biểu cho chiến lực, đại biểu cho tỷ lệ nhân tài xuất hiện, ngoài trừ cá nhân Bác Hoàng, xem ai mạnh nhất, nhìn bên ngoài là địa vực nhưng trên thực tế địa vực thâu tóm nhân khẩu. Địa bàn người nào có nhiều người sinh sống nhất thì mạnh nhất, tiếng nói trong Bác Hoàng cũng có trọng lượng lớn nhất. Bác Hoàng chiếm đoạt địa bàn. Ngoài đoạt tài nguyên còn không phải cướp người sao? Địa bàn lớn bao nhiêu có thể cung cấp nuôi dưỡng bao nhiêu người cho nên trước kia bác hoàng dù có hung ác thế nào cùng lắm cũng chỉ hung ác với mấy thủ hạ bên cạnh không dám làm ác trong phạm vi diện rộng nếu làm mất đi một lượng lớn nhân khẩu địa vị khó giữ được tính mạng cũng khó giữ được đầu người cũng khó giữ được ba thằng nhãi con lại nói nhân khẩu mất đi là vấn đề nhỏ hừ nếu không phải sau lưng bọn họ có thánh sơn chống đỡ sớm đã bị người ta giết chết còn có cơ hội ngồi trên ghế của bác hoàng sao? Đương nhiên. Người ta có hậu trường vững chắc là sự thật, trác phạm cũng lắm cũng chỉ oán thầm, không thay đổi được gì. Điều duy nhất có thể thay đổi là, dù hậu trường bọn họ có cứng rắn đến đâu, lão tử vẫn nắm quyền chỉ huy, bọn họ chỉ là chính quyền bù nhìn, hư. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà đạo, trác phạm nhẹ nhàng khoát tay, không phải vấn đề lớn gì, rất dễ dàng. Ồ! Hai mắt tỏa sáng, từ Thiên Xuyên chặn lại nói, nói như vậy, ngươi có thể bảo nhân khẩu rời đi trở về, trấn an được bọn họ sao? Gật đầu, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, chuyện này rất đơn giản, chỉ là trấn an nhân tâm mà thôi. Tại hạ rất am hiểu, nếu không gần đây cũng không có nhiều nhân khẩu như vậy chạy vào lĩnh vực ma hoàng, nơi này của chúng ta cũng không có chút náo động. Được, vậy chuyện này giao cho ngươi, chúng ta đi. Bỗng nhiên khoác tay chặn lại, Từ Thiên Xuyên vui mừng quá đổi sẵn sàng làm chủ cuộc chơi giành lấy phần thắng thế nhưng mong còn chưa rời ghế trác phạm đã vội và khoác tay nói khoan đã làm sao cái gọi là danh bất chính ngôn bất thuận hiện tại ma hoàng đại nhân không có ở đây tại hạ có thể thuận lợi quản lý lĩnh vực ma hoàng tất cả mọi người nể mặt ta nghe ta hai câu là bởi vì ma hoàng đại nhân sớm đã bổ nhiệm trước ta là đại quản gia nơi này quản lý toàn cục bây giờ ba vị công tử để cho ta nhúng tay vào chuyện địa vực của các ngươi cũng phải cho ta một danh phận mới được nếu không người ta dựa vào cái gì tin ta cam tâm tình nguyện ở lại chứ chuyện này quá dễ ngươi muốn danh phận chúng ta cho ngươi là được liếc mắt nhìn nhau từ thiên xuyên nói từ giờ trở đi ngươi cũng chính là đại quản gia của ba người chúng ta quản lý lĩnh vực bác hoàng lệnh của ngươi cũng chính là lệnh của chúng ta dù ngươi làm cái gì cũng có chúng ta ở phía sau chống đỡ, dù sao chuyện này cũng đã giao cho ngươi, ngươi làm tốt. Bổn công tử sẽ có thưởng, làm hư hại, đưa đầu tới gặp ta. Khẽ gật đầu, Trác Phạm cười hài lòng nói, vâng. Sau đó, ba người dương dương tự đắc rời khỏi nơi này. Trác Phạm ngoắt ngón tay, gọi lệ kinh thiên bên cạnh đến trước người, nhíu nhíu mày nói, hiện tại, chúng ta mới quan minh chính đại tiếp quản lĩnh vực bác hoàng, nên làm cái gì biết không? Yên tâm đi, trác quản gia, dựa theo phân phó của ngài, những người bên ngoài tràn vào lĩnh vực ma hoàng chúng ta đều giúp đỡ, lạc gia nhân nghĩa xâm nhập nhân tâm bọn họ, chỉ cần bảo bọn họ trở về, rất nhanh chúng ta có thể nắm giữ thực quyền hoàng vực. Hắc hắc hắc. Vui vẻ gật đầu, trác phạm vung tay lên, đi thôi. Kết quả trác phạm chính thức lợi dụng sự sủng ái của ba vị thánh sơn, đem ma trảo vương ra toàn bộ phạm vi hoàng vực, có câu kẻ có được nhân tâm sẽ có được thiên hạ, muốn được lòng người phải đi đầu dư luận. Những tu giả nhận qua ân huệ của Lạc gia, được Lạc gia ám chỉ, tất cả đều trở lại địa vực của chính mình tuyên dương sự nhân nghĩa, chính nghĩa, khí độ vương giả của Lạc gia, ngay lập tức ấn tượng một vị cứu tinh đã in sâu trong lòng những người gặp nạn. Sau đó tất cả cao thủ Lạc gia đều xuất động. Phân công đến các nơi, tiến hành công tác trấn an, việc này được thực hiện khá dễ dàng mà để loại bỏ sự khủng hoảng trác phạm lấy danh nghĩa lạc gia bãi bỏ tất cả sắc lệnh mạnh mẽ của ba quý công tử đổi thành đối xử khoan dung với họ đồng thời xuất ra lượng lớn tài vật phụ cấp để đưa những gia đình rời xa quê hương trở lại gia tộc đương nhiên làm việc tốt nhất định sẽ được lưu danh điều này trác phạm sẽ không quên cứ như vậy hình tượng lạc gia trong lòng mọi người trong nháy mắt trở nên cao đẹp và được yêu mến hơn sau cùng Lạc Gia còn tìm được thủ phạm khiến một lượng lớn người mất tích. Đồng thời đập chết tại chỗ, càng khiến mọi người thêm kính nể. Đặc biệt so với ba tên lưu manh đã khiến thánh vực gà bay chó chạy, Lạc Gia làm được khá nhiều việc, ai cao ai thấp, trong lòng mọi người tự nhiên hiểu được. Tuy nhiên những địa phương này trên danh nghĩa là ba người quản lý, nhưng dù là bản chất hay nhân tâm đã sớm là địa bàn của Lạc Gia, dự định nhất thống hoàng vực của Trác Phạm chỉ thực hiện ngắn ngủi trong vòng nửa năm, dưới sự phối hợp của ba túi rơm đã viên mãn hoàn thành nếu không trưởng khống thế lực địa đầu xà cũng phải tốn rất nhiều công phu hiện tại thì tốt rồi kẻ ác đều bị ba túi rơm bắt đi địa đầu xà những địa phương này đều vui mừng vì lạc gia tiếp quản làm gì còn gây chuyện thị phi không hợp nhau đâu người ta là chú cứu thế đã cứu bọn họ thoát khỏi khổ hải Chương 1919, tìm cái gì, mấy thủ phạm bị xử tử kia là dê thế tội. Trong gian phòng tinh xảo, trác phàm bình tĩnh, thậm chí có chút cười nhạt, không người đứng thẳng, sau án thư, từ thiên xuyên nghẹn họng nhìn trân trối kêu lớn một tiếng. Khúc hướng phong ở bên cạnh nghe được nghi hoặc hỏi, nói như vậy, lượng lớn những nhân khẩu này mất tích vẫn chưa được làm rõ. Đúng, có điều. Cũng không cần làm rõ ràng. Tại sao nói như vậy? ha ha ha. Nhân tâm cần được yên ổn, một lượng lớn nhân khẩu mất tích, náo động sẽ khiến lòng người bàn hoàng, mọi người làm sao có thể an tâm sinh sống. May mà nhân khẩu mất tích phát sinh ở một đoạn thời gian. Sau đó lại không xuất hiện nữa, đoán chừng tên hung đồ kia đã ẩn nấp, chúng ta muốn mọi người khôi phục lại bình tĩnh, nhất định phải tìm dê thế tội. Nhết miệng cười một tiếng, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, ta tìm mấy người kia, trong thánh vực có thực lực không tệ, mà tiếng xấu chất đống dù có nói bọn họ làm chuyện xấu xa gì mọi người đều sẽ tin tưởng cho nên nói nhân phẩm thật sự rất quan trọng nếu không phải vậy sẽ có một ngày có người đổ oan cho ngươi ngươi hô khàn cổ cũng không ai tin ha 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 trác phàm cười rực rỡ ba người kia chăm chú nhìn hắn nhìn đến ngay người thật lâu từ thiên xuyên mới thở dài một hơi nói đen thực sự quá đen mà trác quản gia này chuyện người mất tích này không giải quyết được sao ta có thể báo cáo lên trên rất đơn giản tốt khoe xấu che thôi trác phàm tài dĩ nói công tử bây giờ hoàng vực rất yên ổn ngươi chỉ cần nói nơi này của các ngươi sinh cơ bừng bừng vô cùng hưng thịnh những chuyện vụn vặt không nên đề cập tới đặc biệt một lượng lớn nhân khẩu bị biến mất nếu không sẽ ảnh hưởng tới danh dự của ba vị chuyện này từ thiên xuyên do dự một chút như vậy không phải lừa gạt sư trưởng sao ồ vẫn bé ngoan từ công tử đây cũng không phải là lừa gạt mà chính là hiếu đạo giống như lão hồ ly trác phàm hướng dẫn từng bước công tử ngài suy nghĩ kỹ một chút các tiền bối thánh sơn trăm công nghìn việc bình thường cũng không an lòng với các ngươi rồi nếu các ngươi lại báo chuyện phiền lòng này lên không phải khiến bọn họ càng thêm lo lắng sao dù sao hết thảy đều đã qua kết quả đều tốt cần gì phải khiến bọn họ tức giận muốn bọn họ hoài nghi năng lực của các ngươi thì chuyện này không phải tốt đâu nghe được lời này ba người liếc nhìn nhau khẽ gật đầu khúc hướng phong cười rạng rỡ nói này trác quản gia nói có lý đại ca mình cũng đừng phiền nhiễu mấy người sư phụ đây cũng là một loại hiếu đạo mà ha 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 đúng 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 hiếu đạo trăm thiện hiếu làm đầu mà từ thiên xuyên xấu hổ gật đầu nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm rất hiển nhiên báo lên trên chuyện của bản thân hắn cũng không nguyện ý, chỉ sợ hai người bọn họ đâm thọc, bán đứng hắn. Bây giờ ba người ăn ý nhất trí với ý kiến này, đây là chuyện tốt. Riêng trác quản gia. Tán thưởng nhìn trác phàm, từ thiên xuyên cười nói, làm phiền trác quản gia nhắc nhở, về sau ta sẽ chú ý, tận lực không để sư phụ bọn họ phiền lòng. Ha ha ha. Chuyện này cũng không thể nói như vậy. Thế mà, trác phàm lại khoát tay nói, các vị tiền bối Thánh Sơn yêu sư đồ sốt ruột, nhất định sẽ đặc biệt chú ý đến các ngươi, có câu con người không phải thánh hiền, ai không mắc sai lầm. Nếu từ lúc các ngươi thấy chỗ bác hoàng đến nay, một chút sai lầm đều không có, vậy thì cũng quá giả, điều này cũng làm bọn họ càng thêm lo lắng, cảm giác để các ngươi đến chịu khổ để trấn an bọn họ, như vậy không phải cũng phản tác dụng sao? Vậy, ý của Trác quản gia là Một chút sai lầm nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, chỉ một chút là được lần nữa lộ ra nụ cười quỷ dị. Trác Phạm nhìn ba người, Hà giọng nói: thất bại lớn không thể mang nhưng thất bại nhỏ mang được, giống như chuyện lượng lớn nhân không mất tích, chỉ nói mất tích hơn trăm người thì không quan trọng. Thủ phạm chưa bắt được không mang nổi nhưng có thể nói qua mấy tháng vây quét, bắt những tên ác đồ kia, đánh chết bọn hắn. Ta muốn những tiền bối thánh sơn nghe tới những chuyện này sẽ vui mừng và kiêu ngạo vì các ngươi. Ánh mắt sáng lên, ba người liếc nhìn nhau mừng rỡ gật đầu, sau đó từ thiên xuyên nói như trác phạm bày vẽ, ghi chép vào trong ngọc giảng. Vốn thánh sơn phái đệ tử của chính mình tới thay thế bác hoàng. Là muốn phía trên thông dưới đạt, hoàn thành việc khống chế toàn bộ thánh vực của thánh sơn. Hiện tại thì ngược lại, dăm ba câu mê hoặc của trác phạm, bọn họ còn chưa khống chế được thánh vực, trác phạm đã khống chế đệ tử của bọn họ, hoàn toàn nghe theo hắn bài bố như bị ma ám. Chờ Ngọc Giảng ghi chép hoàn thành, từ Thiên Xuyên cười lớn một tiếng, khen, "Trác quản gia, ngươi quá tài, về sau chúng ta báo cáo qua Ngọc giảng, ngươi phát thảo trước một phần đi." "Cầu còn không được." Trác Phạm khẽ nói, trong lòng cười thầm. Cứ như vậy, hắn có thể tạm thời che mắt Thánh Sơn, không phát hiện được những biến hóa cụ thể của thánh vực. Dù sao hiện tại hậu phương bọn họ đã thành, đợi đồng minh Long tộc vừa đến, bọn họ có thể chính thức đánh bất ngờ Thánh Sơn. Hừ. Trác Phạm nắm hết thảy mọi chuyện trong tay, đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội mà thôi. Có điều, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cách dụ dỗ bác hoàng trong bóng tối từng bước xâm chiếm hoàng vực, cuối cùng sẽ có địa vị ngang nhau ở thánh vực, vẫn xuất hiện một chỗ sơ suất, Trác Phạm cũng không thể tránh được. Dù sao, hắn cũng không phải là thần. Không thể lường trước mọi chuyện. Vèo. Để thất thánh sơn, một cái ngọc giảng xẹt qua thương khung, thẳng vào trong đại điện. Rơi xuống tay một lão giả mặt trắng. Sau khi xem tin tức bên trong, lão giả kia chỉ khẽ cười một tiếng, đưa cho mấy người còn lại, cười nói, xem ra kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, mấy tiểu quỷ kia làm rất tra dáng lão phu còn lo lắng bọn họ mới bước chân vào trần thế sẽ gây rắc rối, hiện tại xem ra, đệ tử Thánh Sơn chính là rồng phượng trong loài người, ở đâu đều tài liệu của thượng vị giả, ha ha ha. Đúng vậy, chúng ta để ba người ra ngoài để làm thí nghiệm hiện tại xem ra lĩnh vực bác hoàng trong giữ cũng có thể chính thức nhập vào khu vực thánh sơn từ đó các thiên mệnh nhân xuất hiện chúng ta có thể dẫn biết trước đoạt được tiên cơ ngay sau đó một vị khác lão giả cũng tán đồng gật đầu trong mắt lóe lên tinh mang mấy người khác nghe cũng vui vẻ gật đầu đồng ý thất thánh sơn từ thượng cổ về sau bên trong thành lập vu thánh vực là đỉnh phong đại biểu cho nhân loại nhưng từ trăm năm trước, thiên địa dị biến lại báo hiệu một người mới đỉnh phong xuất hiện, có quan hệ với đế cảnh. Bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ nhân loại mới siêu việt hơn bọn họ, tồn tại trên bọn họ, bọn họ càng muốn dò tìm bí mật thành đế, cho nên bọn họ khống chế các tu giả thống lĩnh bác hoàng từ tầng chót nhất là điều cần thiết. Cao thủ tương lai nhất định phải từ người của thánh sơn bọn họ mới được. Này, đệ lục thánh sơn mạnh lão đầu đâu? hội nghị sơn chủ thất thánh sơn chúng ta hắn lại chạy đi đâu rồi. Bỗng nhiên, một lão giả nhìn chỗ ngồi bỏ trống, khẽ kêu lên. Có chỗ tác giả để họ hà nhé mọi người, lão giả ngồi ở vị trí chủ vị dương mắt khẽ liếc nhìn, lại cười nói, không cần chờ hắn, hôm nay hắn sẽ không tới. Vì sao? Các ngươi không biết sao? Nhi tử của hắn ở gần Đan Hà Tông, vô duyên vô cớ bị giết, chuyện này đã gần một năm rồi, người ở dưới không tìm ra dấu vết gì, cho nên hắn tự mình đi ra. Cái gì? Tự mình đi ra? Một sơn chủ. Ha ha ha, hắn không có thủ hạ đại tướng à. Trước kia còn có, hiện tại. Hiện tại làm sao? Bỗng nhiên mất tích, một năm không liên hệ được, chỉ sợ đã bị sát hại cũng khó nói trước. Ồ! Oh. Mi mắt trung lên, mọi người cùng nhau kinh hô, giết nhi tử của hắn trước, sau đó lại giết thám tử của hắn, chuyện này là nhằm vào thất thánh sơn chúng ta hay nhằm vào đệ lục thánh sơn của hắn hai con ngươi híp lại lão giả râu dài khẽ vuốt chòm râu chậm rãi lắc đầu hai gió thổi báo dông bão sắp đến dị tượng trăm năm trước không biết là lành hay giữ đây cùng một thời gian lĩnh vực ban đầu của diễm hoàng một đại hán thô kệch đầu đội mũ rộng vành toàn thân khí thế nội liễm chậm rãi đi trên một đường cái phồng vinh nhìn hai bên một chút chợt nhìn thấy một nữ nhân mặc đạo phục nhanh chóng chạy ra nắm lấy tay nàng nữ tử kia giật mình quay đầu kêu lên người nào ngươi muốn làm gì diễm hoàng ở đâu ta không biết trên người ngươi mặc đạo phục đan hà tông làm sao có thể không biết bà ta ở đâu được mau nói đại hán kia nắm lấy tay nữ nhân này rất chặt như thiết trảo có làm thế nào cũng không thoát được hai mắt nữ nhân kia đỏ bừng đau đến khóc lên ta ta thật không biết trong vòng một đêm đã không thấy sư phụ đâu, còn có nhiều sư tỷ muội cũng không thấy, ngươi bỏ qua cho ta đi. Các nàng cũng không thấy, ngươi làm sao còn có thể ở đây lại. Đêm hôm đó ta đi gặp tình lang, trở về thì không thấy bọn họ. Thân thể khẽ ngừng lại, vẻ mặt kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Con mụ này sao chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ có tật giật mình, có quan hệ đến cái chết của nhi tử ta? Khẽ ngẩng đầu lên, không ai khác chính là sơn chủ đệ lục thánh sơn bỗng nhiên vung tay lên ném nữ nhân kia sang một bên sơn chủ vừa muốn rời đi bỗng nhiên quay đầu lại hỏi như vậy trước khi đi diễm hoàng gì khác là không cử chỉ chẳng hạn không có gì có điều có điều cái gì có điều sư phụ ta biến mất không lâu mọi người liền phát hiện rất nhiều thành trì gần đây cũng hoàn toàn biến thành trống không không có bất kỳ ai sau đó lĩnh vực của mấy hoàng còn lại cũng xuất hiện hiện tượng này. Cái gì, người trong thành đều biến mất. Thân thể chấn động, sơn chủ kia càng thêm nghi hoặc, như vậy mấy hoàng kia cũng biến mất giống vậy sao? Vâng. Đáng chết, đến tột cùng là ai lại có năng lực bắt bác hoàng mà không phát ra tiếng động. Ngay cả người trong mấy thành trì cũng bắt đi chứ. Mi mắt trung rẩy, sơn chủ không hiểu hỏi, ngay cả thánh giả cũng không có năng lực này. Trừ phi. Tất cả mọi người nghe hắn, tự nguyện cùng đi theo. Chỉ là người này đến tột cùng là ai? Nhất thời không hiểu, sơn chủ như ngơ ngẩn, nữ tử kia nhìn thấy cơ hội nên vội vàng trùng mất, trong lòng còn oán thầm, tên bệnh thần kinh. Chương 1920, người điên không để ý nữ nhân lén chạy trốn kia, mạnh sơn chủ một mực do dự không chừng, tiếp tục hành tẩu về phía trước tìm hiểu chợt từng đạo tiếng hét lớn vang vọng bên tai toàn bộ người trong nhất thời hối hả dũng mãnh lao về một hướng mọi người mau đến xem lạc gia có thông báo rồi giống như thủy triều nhộn nhạo hẳn lên mạnh sơn chủ nhìn thấy càng thêm nghi hoặc lạc gia đó là ai trong bác hoàng có họ lạc sao trong lòng không rõ mạnh sơn chủ suy nghĩ một lát cũng đi theo mọi người đến xem chỉ thấy phía trước cổng vầm có dán một bản thông báo màu vàng rực rỡ. Chữ viết tinh tế, cuối cùng là bốn chữ lớn, Trác Phạm Lạc Gia. Trác Phạm, cái tên này đã nghe qua ở đâu? Mạnh Sơn chủ hiếp mắt, miệng nói thầm, nhưng rất nhanh liền nhớ ra, đúng rồi, Diễm Hoàng nói qua thủ hạ của Ma Hoàng có một người rất cơ trí, có quan hệ với sở Khuynh Thành, chắc là tên này, nhưng hắn là người của Ma Hoàng làm sao đột nhiên chạy đến lĩnh vực Diễm Hoàng ra lệnh chứ? Sơn chủ đại nhân thật sự không hiểu, nhưng những lời của mọi người xung quanh lọt vào tai hắn, khiến thân thể hắn chấn động, không thể tin nổi. Lạc gia thật sự là một gia tộc nhân nghĩa, lúc chúng ta gặp rủi ro lại mở hầu bao. Thu nhận chúng ta, hiện tại lại tuyên bố xuất ra tài nguyện để khôi phục gia viên thay chúng ta. Nếu hoàng vực này do bọn họ thống trị, thì chúng ta thật có phúc. Đúng vậy, mỗi địa phận của bác hoàng đều chinh chiến không ngừng dưới dâm uy của bọn họ chúng ta đành im lặng hiện tại lạc gia quản lý bát vực các quản gia anh minh thần võ quả nhiên là thế giới cực lạc ha 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 cái gì lạc gia quản lý bát vực trong mắt co rụt lại mạnh sơn chủ nắm lấy cánh tay của người đàn ông kia lớn tiếng quát các ngươi nói vớ vẩn cái gì thế tám khu vực này không phải địa phận bát hoàng thánh vực à làm sao lại biến thành của lạc gia người kia đau đến không thể chịu nổi có chút kiên kỵ nhìn về phía hắn nói ngươi từ trong núi ra sao chuyện này đã xưa rồi một năm trước trong bác hoàng thì chết ba người mất tích năm người làm gì còn là thánh vực của bác hoàng chứ vậy tân hoàng thánh sơn phái xuống thế chỗ bác hoàng đâu bọn họ cũng chạy sao bọn họ nhắc đến ba người kia như vạch lại vết thương cũ của bọn họ cười lạnh nói ba tên ma quỷ kia cũng xứng được xưng là hoàng sao bọn họ vừa đến đã khiến toàn bộ hoàng vực gà bay chó chạy người chết còn nhiều hơn bác hoàng đại chiến nhiều hơn nữa còn không thèm nói đạo lý khiến toàn bộ dân chúng hoàng vực lầm than nếu không phải lạc gia nhân nghĩa trác quản gia anh minh lãnh đạo thu thập cục diện rối rắm chỉ sợ tất cả người trong hoàng vực đều phải bỏ tổ tông trốn vào thâm sơn dù sao ở chỗ này cũng chết không tin ngươi đi hỏi thăm một chút người ở đây người nào không hận ba cái tên bao cỏ đến từ thánh sơn kia nếu không phải chống lưng của bọn họ đủ cứng chỉ sợ mọi người đã sớm tấn công, sẽ xác bọn hắn thành trăm mảnh, hư. Sắc mặt mạnh sơn chủ biến ảo không ngừng, hai tay run rẩy, chậm rãi buông người kia ra. Lầm bầm, như vậy hiện tại, ba tên bao cỏ kia ở đâu? Ai biết? Dù sao bây giờ chúng ta đều nghe theo mệnh lệnh của lạc gia mà làm việc, ai thèm quản ba người bọn hắn ở đâu? Có lẽ không còn mặt mũi ở lại hoàng vực mặt mày xám xịt chạy trở về thánh sơn rồi cũng nên ba thế mà lời này vừa nói ra tiếng bạc tai thanh thúy vang lên người kia đã ngã nhào ra đất khóe miệng đỏ thẫm rơi mất mấy chiếc răng tại sao ngươi đánh người đánh ngươi là nhẹ nói xấu đệ tử thánh sơn chết không có gì đáng tiếc hung hăng nhìn hắn chầm chằm mạnh sơn chủ tức giận quát một tiếng Lăng cổ co rục lại biết người này không thể trêu vào nên vội vàng chạy thoát mấy người vây xem thấy tình thế không ổn, không muốn thêm phiền toái cũng nhanh chóng giải tán. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ còn lại một mình mạnh sơn chủ mà thôi, còn bản cáo thì sáng chói dưới ánh mặt trời chiếu rọi, càng thêm lòe loẹ loẹt lóa mắt. Sau cùng, mạnh sơn chủ vung mạnh tay, kéo bản thông báo kia xuống, vò thành mảnh vụn ném lên không trung, nghênh ngang rời đi. Hừ, bổn tọa đi xem tình huống của Đan Hà Tông một chút, lạc gia này ngày sau nhất định sẽ thu thập các ngươi. Nửa canh giờ sau, Mạnh Sơn chủ đi vào bên trong Đan Hà Tông, nơi mạng nhện phủ đầy. Hơi có vẻ trách nát. Nhìn khu vực không có một ai này, Mạnh Sơn chủ lạnh nhạt đấm một quyền, nhìn không được hét lớn, diễm hoàng, người lăn ra đây cho lão phu. Âm thanh dữ tận rung chuyển cả bầu trời, khiến toàn bộ sơn mạch rung rẩy hẳn lên, các bụi văn tung tóe, đã lăn rơi xuống, đáng tiếc, vẫn không có tiếng vang như cũ, dường như thật sự không có người. Hít sâu một hơi, sắc mặt mạnh sơn chủ trở nên âm trầm, càng thêm phiền não, bà ta trốn không gặp người, hắn đi đâu tìm đây? Răng rắc. Bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ phát ra, tai mạnh sơn chủ khẽ nhúc nhích, bỗng dưng lắc mình, lập tức di chuyển xa ngàn mét. Cửa sau tông môn có một sòng suối nhỏ, nhìn thấy một bóng người không ngừng run rẩy. Hắn đưa tay về phía trước nắm lấy đầu vai của người kia, kéo lên, bất ngờ nắm kéo lên một tiểu cô nương bẩn thiểu đang run rẩy không, đừng có giết ta, sư phụ, đừng có giết ta. Vội vã khóa tay, nữ nhân kia tóc tai rối bời, bẩn thiểu, không nhận ra được là ai, từ trang phục trách rưới trên người, mạnh sơn chủ mơ hồ có thể nhận ra nữ nhân này là đệ tử của Đan Hà Tông, hắn vui vẻ, vội vàng kêu lên, Diễm Hoàng ở đâu? Nói, Diễm, Diễm Hoàng, con ngươi mông lung run rẩy, tinh thần nữ nhân kia có chút thất thường. Vội vã khoát tay, khóc lóc nói, không, sư phụ đừng có giết ta, không nên giết. Ô ô ô. Dường như nha đầu này chịu sự đã kích nào đó, mới trở nên điên loạn thế này. Mạnh sơn chủ liếc nhìn nàng thật sâu, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nhẹ nhàng vung ra một trảo hung hăng đập lên ót nàng, nằm ngón tay cái giống như cốt thép, chậm rãi cắm vào nàng đầu, máu tươi đỏ thẩm tuôn ra như suối, chảy xuống nhuộm đỏ khuôn mặt nàng. Trong mắt nữ nhân này như lồi ra ngoài, khuôn mặt vặn vẹo hết sức thống khổ. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, mạnh sơn chủ thản nhiên nói, tiểu cô nương, ngươi đừng sợ. Ly hồn đại pháp của lão phu sẽ kích thích trí nhớ của ngươi, để ngươi nhớ lại. Nói, ngươi là ai? Đại đệ tử Đan. Đan Hà Tông, Phương Mẫn. Sắc mặt đỏ rực nhu bóng cao su, nữ tử kia vô cùng thống khổ, nhưng giọng nói vẫn phát ra, nói chuyện hoàn toàn khác người bình thường, giống như nàng không suy nghĩ, trực tiếp trả lời đáp án của người đặt câu hỏi. Bởi vì hiện tại, thần hồn nàng đã bị lão gia hỏa này nắm trong tay, không cho phép nàng nói dối. Cho dù nàng chấn kinh quá độ, thành người điên, nhưng trí nhớ trong thần hồn sẽ không bị gì, vẫn nhớ chuyện một năm qua, ngay cả bản thân nàng cũng không biết. Hai lòng gật đầu, Mạnh Sơn chủ tiếp tục nói, vậy ngươi biết Diễm Hoàng đang ở đâu không? Biết, tìm Long Sơn, liên phá động nàng ở nơi đó làm gì luyện luyện công luyện công gì mạnh sơn chủ vội vàng trống to thế nhưng dường như lại nghĩ tới chuyện đáng sợ gì thần hồn phương mẫn chấn động một hồi rất không ổn định khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo ta ta không biết sư sư phụ thật đáng sợ sư phụ biến người sống trở thành tro bụi tính khí cũng càng ngày càng âm trầm sau cùng người mang đến càng lúc càng không đủ dùng lại lấy các đệ tử luyện công ngay cả mai sư thúc cũng đều bị hạ độc thủ ta thừa dịp loạn mà trốn đi người muốn bắt ta về ta không muốn không muốn a à. vu 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 nói đến đây phương mẫn càng thêm kích động vô cùng sợ hãi thậm chí ngay cả thần hồn cũng bắt đầu chấn động đến đáng sợ sau cùng ầm một tiếng thế mà nàng trực tiếp tự bạo thần hồn uy lực kinh khủng làm cho toàn bộ đỉnh núi lay động không ngừng trong nháy mắt một nửa đình đài lầu các đan hà tông bị sang bằng. Bụi mù tràn ngập sông thẳng lên cửu thiên. Chờ khói lửa tán đi, mạnh sơn chủ cách nàng gần nhất lại phủi bụi trên người, không nói gì, nhưng nghi hoặc trong mắt càng ngày càng lớn. Như vậy Diễm Hoàng bắt đám người kia đi, mục đích là để luyện công. Nhưng không biết công phu bà ta luyện là công phu tà môn gì mà ngay cả đệ tử của bà ta cũng nổi điên thành dạng này. Ngửa đầu nhìn thương khung, mạnh sơn chủ cười lạnh, được để lão phu đi xem bà ta đang làm cái quái quỷ gì hư vừa dứt lời mạnh sơn chủ đạp bước nháy mắt biến mất tại chỗ nửa tháng sau tìm long sơn trước liên phá động mạnh sơn chủ nhìn đất đai đỏ thẫm xung quanh rõ ràng bị máu tươi nhiễm đỏ lòng đất sau đó chân đạp bước nhanh chóng tiến vào trong sơn động kia thế nhưng không vào còn tốt vừa vào trong khiến hắn vô cùng sợ hãi đây là một đồng đá chiếm diện tích rộng lớn, nhưng bây giờ, đã bị hài cốt lấp đầy. Nhiều chỗ còn có tro bụi vô tận lẫn lộn những mảnh vải nát vụn, nhìn qua giống như phế tích mộ địa. Chậm rãi cuối người, nắm một nắm tro bụi sen lẫn vải vụn, tay mạnh sơn chủ có chút run rẩy, khóe miệng co rút mảnh liệt. Bởi vì đồ vật này hắn quá quen thuộc, chẳng phải giống hệt hiện trường con trai hắn chết còn sót lại sao. Lúc đó những thứ này là Diễm Hoàng đưa cho hắn nhìn, nghĩ không ra bây giờ hắn lại nhìn thấy, mà lại xuất hiện ở nơi luyện công của Diễm Hoàng. Con đàn bà xấu xa, ngươi ra ngoài cho lão phu, là ngươi giết con trai ta phải không? Kỹ nữ nhà ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, lão phu nhất định chém ngươi thành muôn mảnh. Hai mắt mạnh sơn chủ đỏ bừng, khàn giọng rống to trong khu phế địa này, cả ngọn núi đang không ngừng lay động, những bột mịn kia hóa thành vòi rồng, phồng lên khắp nơi. Khắc khắc khắc. Chợt, tiếng động ồn ào bén nhọn vang lên không ngừng, một nữ nhân mặc váy mây lộng lẫy, trong vòng mấy hơi thở đột nhiên xuất hiện trong đống tro tàn này. Hiện ra là khuôn mặt ngâm đen, hắc khí cuồn cuộn không ngừng bốc lên trên thân thể, sâu trong mắt hiện lên một tia ưu thương. Nhưng vẻ điên cuồng nhiều hơn. Đông ca, rốt cuộc ngài cũng tìm được nô gia. Vậy khi nào ngài đem nô gia vào thánh sơn, ở cùng ngài chứ?